Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 90. Vậy thì không được. Nam Sương nói. Không giết người, người không có cách nào sinh tồn ở thế giới này. Đương nhiên, những điều này với người có lẽ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đến lúc đó cơ thể người tốt, ta sẽ bán người. Người giá trị 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm đấy. Dương Diệp. Đến rồi. Nam Sương ngừng lại. Các ngươi là ai? Có biết ta là... Phía xa, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp nhìn lại, phía xa là một người trung niên đang bị đám nữ tử mặt sẹo bao vây tấn công. Nam tử trung niên kia có thực lực cũng không tệ, tự nhiên cứng rắn chống đỡ sự tấn công của bọn họ. Nhưng hắn tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị đám người nữ tử mặt sẹo liên thủ giết chết. Khi người trung niên kia chết, giây phút đó có rất nhiều linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, quay về trời đất. Tuy nhiên, vào giây phút những linh khí này xuất hiện, nữ tử mặt sẹo kia vội vàng lấy ra một hồ lô màu đen, hồ lô nhỏ màu đen kia tuôn ra một lực hút khiến những linh khí này lập tức bị hút vào trong đó. Dương Diệp phát hiện, hồ lô màu đen này phát ra một ánh sáng rực rỡ. Nam Sương vội vàng dẫn theo Dương Diệp đi tới. Lúc này, nữ tử mặt sẹo mở hồ lô màu đen ra. Dương Diệp dùng thần thức nhìn lướt qua, bên trong có khoảng 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Tụ linh thành đá à? Dương Diệp liếc nhìn hồ lô kia, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không ngờ được thứ này tự nhiên biến linh khí thành đá năng lượng siêu phẩm, có phần tương tự với năng lực của Tiểu Bạch. Tuy nhiên, thứ này vẫn kém hơn Tiểu Bạch rất nhiều. Bởi vì lúc hồ lô này chế tạo đá năng lượng siêu phẩm đã lãng phí quá nhiều. Nếu như để Tiểu Bạch tới hút, những linh khí này ít nhất có thể biến thành 10 viên tử tinh thạch. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức thả Tiểu Bạch ra. Lúc này, nữ tử mặt sẹo búng tay ra. Trước mặt mỗi nữ tử có thêm một đống đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp nhìn lướt qua, số đó khoảng 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mặt sẹo, nữ nhân này một mình chiếm gần một nửa. Tuy nhiên khiến hắn bất ngờ là những nữ nhân kia không có ý kiến hoặc bất mãn gì, trái lại còn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Diệp im lặng. Thế giới này có quy tắc sinh tồn còn tàn khốc hơn cả linh giới. Đây thật sự là một thế giới người ăn thịt người. Phải mau chóng khôi phục thực lực mới được. Chỉ có khôi phục thực lực, hắn mới có thể sống sót được ở đây. Về phần tinh hà kiếm đồ và chuyện trùng kích thánh giả, hắn cũng phải tạm hoãn lại. Bây giờ mục đích chủ yếu là còn sống. Vèo. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có một đường ánh sáng kéo đến, tiếp theo có một nam tử trung niên xuất hiện ở đó. Nhìn thấy nam tử trung niên này, ánh mắt các nàng lập tức rơi vào trên người đối phương. Ánh mắt không tốt, bởi vì nam tử trung niên này là một thánh giả cao cấp. Ta vẫn tới chậm rồi. Nam tử trung niên siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt có chút dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đám người nữ tử mặt sẹo, nói. Ngay cả người của đoàn lính đánh thuê phệ hồn chúng ta mà cũng dám giết, các ngươi ăn tim hùm gan báo rồi. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, Dương Diệp phát hiện vẻ mặt các nàng biến đổi, nhìn có chút khó coi. Không thể để cho hắn chạy thoát được. Lúc này, giọng nói của nữ tử mặt sẹo đột nhiên vang lên trong không trung, tiếp theo, nàng lao nhanh về phía nam tử trung niên kia. Mà những nữ tử bên cạnh nàng kia cũng vội vàng lao về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia thoáng biến sắc, hắn không ngờ mình lấy ra thân phận, những nữ nhân này còn dám giết mình. Sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, nhưng hắn không hề ra tay, mà xoay người lao nhanh về phía xa. Những người trước mắt này có thực lực không kém hắn, người còn nhiều hơn hắn hoàn toàn không có phần thắng. Chẳng bao lâu, nam tử trung niên kia cùng đám người nữ tử mặt sẹo đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không lựa chọn rời đi. Thế giới này quá nguy hiểm, ra ngoài lập tức có thể bị người ta giết chết. Cho dù những nữ nhân này không quá tốt với hắn, nhưng ít nhất bọn họ tạm thời không có ý nghĩ sẽ giết hắn. Nói tóm lại, ở chỗ này vẫn tương đối an toàn hơn. Rất nhanh, đám người nữ tử mặt sẹo đã trở về. Dương Diệp phát hiện sắc mặt các nàng rất khó coi. Không cần phải nói, nhất định là người trung niên kia trốn thoát rồi. Thương Lan tỷ, làm thế nào đây? Nam Sương hỏi. Nữ tử tên là Thương Lan ngẩng đầu nhìn dãy núi phía xa và im lặng rất lâu, sau đó nói. Tiến vào dãy núi. Nam Sương do dự một lúc,
sau đó nói. Thương Lan tỷ, mặc dù linh mạch quan trọng nhưng... Thương Lan ngắt lời Nam Xương, nói. Đoàn lính đánh thuê phệ hồn muốn đuổi tới đây thì ít nhất phải mất 2 canh giờ. 2 canh giờ là đủ với chúng ta rồi. Đi thôi. Nói xong, Thương Lan đã lao về phía dãy núi ngoài xa. Các nàng còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Nam Xương đi tới bên cạnh Dương Diệp, nắm lấy Dương Diệp cũng lao về phía xa. Vì sao các ngươi không phát động huyền khí? Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Dương Diệp hỏi Nam Xương. Hắn phát hiện, những nữ nhân này đều dựa vào cơ thể mà không có dùng huyền khí. Nếu như vận dụng huyền khí thì tốc độ ít nhất có thể nâng cao gấp mấy lần. Ngươi thật là ngu. Nam Xương nói. Huyền khí là dùng để chiến đấu. Nếu như sử dụng để tăng tốc độ lên, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm mà không còn huyền khí thì làm thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp im lặng rất lâu mới đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thắt lưng của Nam Xương, ở đó có một trưởng ấn đỏ như máu. Người bị thương à? Dương Diệp nói. Vết thương nhỏ thôi. Nam Xương nói. Dương Diệp nói. Cho ta 10 viên đá năng lượng siêu phẩm, được không? Không được. Nam Xương quyết đoán từ chối. Ta phải tích góp lại, sau đó thăng cấp đến bán đế. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Cho ta mượn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm được không? Sau này ta trả ngươi 10 viên tử tinh thạch. Nam Xương liếc nhìn Dương Diệp, nói. Con người người cho dù thực lực yếu không chịu được, nhưng rất giỏi khoác lác. Dương Diệp bất đắc dĩ. Một lát sau, Nam Xương đột nhiên lấy ra 10 viên đá năng lượng siêu phẩm đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Nhớ kỹ, 10 viên tử tinh thạch, sau này phải đưa ta 10 viên tử tinh thạch. Dương Diệp cũng không nhiều lời vô ích, cầm đá năng lượng siêu phẩm và nuốt vào ô. Một lát sau, trong cơ thể hắn có thêm chút tử khí. Hắn thò tay phải ra, đặt ở bên thắt lưng của Nam Xương. Tay hắn vừa đặt tới thắt lưng của Nam Xương, Nam Xương đột nhiên bóp cổ hắn, nói. Ngươi không chỉ giỏi khoác lác, còn rất háo sắc. Dương Diệp không giải thích, thu hồi tay lại. Nam Xương lại sửng sốt. Nàng cúi đầu nhìn về phía thắt lưng của mình, bàn tay máu trước đó đã biến mất. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Huyền khí của ngươi có thể chữa thương sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn ngược lại muốn chữa thương cho mình, nhưng với chút đá năng lượng siêu phẩm kia thì căn bản không làm được. Muốn vết thương của hắn hoàn toàn hồi phục thì ít nhất cũng phải có 10 tử tinh thạch trở lên. Thấy Dương Diệp gật đầu. Nam Xương kéo Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử mặt sẹo dẫn đầu, nói. Thương Lan tỷ, hắn bị ép chữa thương, huyền khí của hắn là huyền khí đặc biệt có thể chữa thương. Đám người nữ tử mặt sẹo nhất thời ngừng lại, ánh mắt nữ tử mặt sẹo nhìn thắt lưng của Nam Xương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Huyền khí của ngươi có thể chữa thương à? Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu không có cách nào giấu giếm thì cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn phải có giá trị thì những nữ nhân này mới có lý do không giết hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, các nàng lập tức vui mừng, nhưng nữ tử mặt sẹo kia lại im lặng. Thương Lan tỷ, đừng do dự, nhanh để hắn chữa thương cho tỷ đi, nếu không không chỉ ảnh hưởng với việc phát huy thực lực của tỷ, còn có thể khiến cho vết thương của tỷ chuyển biến xấu, lưu lại tai họa ngầm. Nam Xương nói, nữ tử mặt sẹo không hề do dự, nàng nắm lấy Dương Diệp và lập tức biến mất. Chẳng bao lâu, Dương Diệp bị nữ tử mặt sẹo dẫn tới một mảnh đất trống, xung quanh không có người. Bản thân ngươi có vết thương, vì sao không trị liệu cho mình? Thương Lan nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi. Không có đá năng lượng. Dương Diệp đàng hoàng nói. Thương Lan nhìn chằm chằm vào Dương Diệp một lúc lâu, sau đó bấm tay bắn ra, 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rơi vào trước mặt hắn. Dương Diệp cũng không nói nhiều lời vô ích, cầm lên và ăn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Thương Lan, nói. Có thể bắt đầu. Thương Lan im lặng khoảng hơn 10 hơi thở, mới cởi ra áo giáp bạc nhỏ trên người mình, lộ ra một đôi bạch thỏ trong tầm mắt của Dương Diệp. Nàng không ngượng ngùng, chỉ thản nhiên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cũng không phải người mới lớn, tất nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm mê hoặc. Ánh mắt của hắn rơi vào trước ngực Thương Lan, phát hiện ở giữa ngực nàng có một vết sẹo thẳng đứng, dài khoảng 20cm dài. Nhìn thấy vết sẹo, Dương Diệp nhíu mày một lát mới lắc đầu, nói. Ta không chữa được. Vậy ngươi phải chết. Thương Lan nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói. Huyền khí của ta quá ít,
vết thương của ngươi không phải là cường giả bình thường gây ra. Muốn hoàn toàn chữa trị tốt thì cần ít nhất 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Tay ngọc của Thương Lan bắn ra, 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không có nhiều, hắn đi tới trước mặt Thương Lan và đang chuẩn bị bắt đầu, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn nhìn về phía Thương Lan, nói. Ta chữa thương cho ngươi, không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi chắc hẳn hiểu chưa? Ngươi muốn nói gì? Thương Lan nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ không lấy lý do ta nhìn thấy cơ thể ngươi, hoặc sờ vào cơ thể ngươi để giết ta chứ? Dương Diệp cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, bây giờ hắn không thể trêu chọc được nữ nhân này. Thương Lan nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không giết ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu và không e ngại gì nữa, đặt tay ở trước ngực Thương Lan, sau đó tử khí trong cơ thể được truyền ra. Thật ra, vết thương của nữ nhân trước mắt này cũng không tính là nghiêm trọng, đương nhiên, không cần tới hồng mông tử khí bình thường là đủ rồi. Đương nhiên, đây là dùng tử khí của hắn, nếu để cho nữ tử này tự mình chữa trị, nàng chắc hẳn phải mất ít nhất một tháng. Về phần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, thật ra cũng không cần đến nhiều như vậy, tối đa mấy chục cái là được. Sở dĩ hắn nói như vậy, dĩ nhiên là để có thể kiếm thêm chút đá năng lượng siêu phẩm. Cho dù những đá năng lượng siêu phẩm không có cách nào chữa trị được thương thế của hắn, nhưng có thể thêm chút nào hay chút đó. Không đến một khắc, Dương Diệp đã hấp thu xong tất cả đá năng lượng siêu phẩm. Hắn thu tay của mình lại, sau đó bỗng chốc ngã xuống đất, bộ dạng mệt mỏi hết lực. Lúc này, này Thương Lan đột nhiên cúi người nắm áo của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, khủng hoảng nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói không giết ta mà. Thương Lan không chú ý tới trên tay phải của Dương Diệp giấu ở sau thắt lưng đã lóe lên ánh sáng lạnh. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhìn thứ không nên nhìn, cho nên ta thay ngươi hái đôi mắt này xuống. Thương Lan vừa dứt lời thì cong hai ngón tay đâm vào hai mắt Dương Diệp. A! Đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiếng kêu sợ hãi không phải của Dương Diệp phát ra. Chẳng biết lúc nào Nam Sương xuất hiện ở một bên, nàng mở to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp cùng Thương Lan. Lúc này tư thế của Dương Diệp cùng Thương Lan không thể không nói có chút mập mờ, Thương Lan khỏa thân, nàng cúi người tay đặt. Ít hầu Dương Diệp, bộ dáng kia, giống như đu ở trên người Dương Diệp. Mà tay trái của Dương Diệp không biết lúc nào chống đỡ ở trên ngực Thương Lan, theo góc độ của nàng nhìn lại, cái kia giống như đang xoa nắn. Bởi vì tiếng kêu của Nam Sương. Ngón tay của Thương Lan cách con mắt Dương Diệp không đến nửa tác ngừng lại. Lúc này, còn lại hơn 10 nữ tử nghe tiếng kêu của Nam Sương cũng vội vàng chạy tới, khi thấy tư thế của Thương Lan cùng Dương Diệp, chúng nữ đều sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt chúng nữ cổ quái lên. Nam Sương do dự một chút, sau đó nói khẽ. Thương Lan tỷ, hiện tại, có chút không phải lúc a. Chúng nữ cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cũng phải. Thương Lan nói xong, đứng dậy mặc quần áo, sau đó nói. Đi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thương Lan biến mất ở phía xa, hát hàn mang dấu ở trên tay phải lập tức tiêu tán. Trước kia lúc chữa thương cho Thương Lan, hắn cảm giác nữ nhân này có thể sẽ không buông tha hắn. Bởi vậy hắn hấp thu chút ít huyền khí Cedeon lại đến, cũng không dùng để chữa trị nhục thể của mình, mà là chứa đựng lại. Những huyền khí kia, đủ để cho hắn phát ra một đạo kiếm khí. Lúc ấy dưới tình huống gần như vậy, đạo kiếm xê khí kia, hắn có 6 thành nắm chắc một kích tất sát đối phương. Dù kiếm khí không cách nào đánh chết đối phương, hắn còn có một chiêu, cái kia chính là tiêu vong pháp tắc. Tay trái hắn đặt ở trên ngực đối phương, cũng không phải muốn sắp chết chiếm tiện nghi, nếu như Nam Sương không xuất hiện, kiếm khí cùng tiêu vong pháp tắc đều sẽ trúng mục tiêu. Đương nhiên. Dù Thương Lan chết, hắn khẳng định cũng xong đời. Bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn, tối đa chỉ có thể để cho hắn phát một đạo kiếm khí, hơn nữa, bởi vì thân thể cùng kinh mạch bị hao tổn, cường hành thúc dục kiếm khí cùng tiêu vong pháp tắc, nhất định để cho thương thế của hắn càng thêm nặng, hắn khi đó, đối mặt bọn người Nam Sương, cũng chỉ có chờ chết. Cũng may Nam Sương chạy tới. Chúng nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cũng vội vàng đi theo. Nam Sương đi đến bên cạnh Dương Diệp, không nói gì, nàng cầm lấy tay Dương Diệp đi theo. Trên đường, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Sương nói.
trước ngươi là cố ý tới cứu ta sao? Đám người Nam Xương không ngốc, ở dưới loại tình huống đó, nếu như các nàng còn nhìn không ra Thương Lan sẽ bất lợi cho hắn, cái kia không khỏi quá ngu xuẩn đi. Không trách ta hủy chuyện tốt của ngươi chứ? Nam Xương nhàn nhạt nói. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Cảm ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nữ nhân này chiếu cố hắn là vì hắn lớn lên giống như người nào đó, nhưng với hắn mà nói, cái này không trọng yếu. Quan trọng là cái nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Nam Xương không nói gì. Dương Diệp nhìn Thương Lan, sau đó nói. Chiếc nhẫn trên tay của ta ở trong tay nàng, đúng không? Nghe Dương Diệp nói, Nam Xương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi tốt nhất không nên nói việc này, bằng không thì Thương Lan tỷ nhất định sẽ giết ngươi. Ta cho ngươi biết, nàng giết người, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ chúng ta, nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào có một chút lòng nhân từ. Ngươi không muốn chết, tốt nhất quên việc này đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại thân thể không có khôi phục, hắn tự nhiên sẽ không đi tìm đường chết. Thương thế của ngươi đại khái cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể chữa trị? Nam Xương đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói. Toàn bộ khôi phục mà nói, không sai biệt lắm cần 10 viên tử tinh thạch, nếu như chỉ khôi phục một ít, không sai biệt lắm. Ngừng! Nam Xương đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi, không có ý tứ gì khác. Dương Diệp. Rất nhanh, đoàn người Thương Lan tiến nhập một mảnh sơn mạch. Một nữ tử bên cạnh Thương Lan trong tay cầm một khay ngọc giống như la bàn màu trắng, trong khay ngọc, có một ngọc châm màu trắng. Sau khi đoàn người Thương Lan tiến vào sơn mạch, các nàng án lấy chỗ châm ngọc chỉ đi tới. Thương Lan tỷ, chắc linh bàn có động tĩnh rồi. Lúc này, nữ tử bên cạnh Thương Lan đột nhiên nói. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy trên trác linh bàn, ngọc châm chỉ vào một hướng khác không ngừng rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lập tức vui vẻ, ngay cả trên mặt Thương Lan cũng mang theo vẻ tươi cười. Nhưng Dương Diệp ở một bên lại nhíu mày. Đi, tăng thêm tốc độ. Thương Lan nói xong, dẫn mọi người lao đi. Chúng nữ cũng vội vàng đuổi theo, Nam Xương cầm lấy tay Dương Diệp muốn theo sau, Dương Diệp lại đột nhiên kéo tay của nàng nói. Có nguy hiểm. Bởi vì không có huyền khí, tuy thần thức của hắn không cách nào triển khai, nhưng đối với nguy hiểm bản năng vẫn phải có. Trực giác nói cho hắn biết, xa xa có nguy hiểm. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, kia nhất định không phải nguy hiểm bình thường. Dương Diệp vừa nói xong, thân hình Thương Lan đột nhiên khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Nguy hiểm, ngươi nói có nguy hiểm, làm sao ngươi biết có nguy hiểm? Chúng nữ còn lại cũng ngừng chân. Ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hơi co rút, nữ nhân này vậy mà trộm nghe hắn nói chuyện. Hắn nhìn thoáng qua Thương Lan, trong mắt lại lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, sau đó trốn ở sau lưng Nam Xương. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lập tức lắc đầu. Nam nhân này, cũng quá vô dụng đi, khó trách đến bây giờ mới lăn lộn đến bán thánh. Hai mắt Thương Lan nhíu lại, lúc này Nam Xương liền tranh thủ kéo Dương Diệp ra ngoài, sau đó nói. Nói mau, vì cái gì nói có nguy hiểm? Dương Diệp nhìn Nam Xương, sau đó khẽ nói. Trực giác, bởi vì lá gan ta rất nhỏ, cho nên có nguy hiểm xuất hiện, ta đều có thể cảm giác được. Phía trước cho ta cảm giác nguy hiểm, cho nên chúng ta tốt nhất đừng đi qua. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, đương nhiên hắn biết rõ, những nữ nhân này tuyệt đối sẽ không tin. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, những nữ nhân kia lập tức lắc đầu, Thương Lan nhìn Dương Diệp. Sau đó thân hình khẽ động, lao về phía xa xa. Một bên, nữ tử gọi Cốc Lam nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Nam Xương nói. Nam Xương, người muốn tìm vật thay thế, thì tìm tốt một chút a. Thằng này, hoàn toàn là một bao cỏ, người tìm hắn, về sau nếu gặp được vị hôn phu lâm tinh của ngươi, không chừng ngươi còn bị hắn cười nhạo. Nói xong, Cốc Lam cũng không đợi Nam Xương nói chuyện liền xoay người rời đi. Nam Xương không nói gì, cầm lấy tay Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước. Vì cái gì ngươi ở trước mặt Thương Lan tỷ giả dạng làm nhu nhược? Tuy ngươi hơi chút yếu kém, nhưng ngươi không có kém như vậy. Lúc này, thanh âm Nam Xương đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Huyền khí truyền âm. Dương Diệp do dự, sau đó nói. Kỳ thật,
ta là vì tốt cho nàng. Có ý gì? Nam Sương khó hiểu. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không nói gì. Thương Lan kia, xem xét chính là một người tàn nhẫn quyết đoán, loại người này, mặc kệ sự tình gì có uy hiếp với nàng, nàng khẳng định sẽ không cho phép tồn tại. Nếu như hắn biểu hiện quá trấn định, quá không tầm thường, đối phương nhất định sẽ giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Mà hắn sở dĩ nói là vì tốt cho đối phương, nguyên nhân nha, tự nhiên là nếu như Thương Lan động thủ, hắn nhất định sẽ liều chết phản kích. Nếu như trước kia, hắn khẳng định không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn đã có một đạo kiếm khí. Thời khắc mấu chốt, đạo kiếm khí này đủ để đánh chết đối phương. Thấy Dương Diệp không nói lời nào, Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, đoàn người đi tới một hợp cốc có ba mặt núi vây quanh. Đến rồi. Nghe vậy, chúng nữ còn lại cũng hưng phấn lên. Linh mạch trung phẩm, nếu như hấp thu toàn bộ linh khí trong đó, chỉ ít có trên 100 viên tử tinh thạch a. Trên 100 viên tử tinh thạch, phân xuống, mỗi người các nàng ít nhất đều có 10 viên. Mà 10 viên tử tinh thạch, đã không sai biệt lắm có thể để cho các nàng xung kích bán đế rồi. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Sương cũng hưng phấn nói. Linh mạch trung phẩm, linh mạch trung phẩm, ta có cơ hội trở thành bán đế rồi. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên giữ chặt tay nàng, sau đó lôi kéo nàng lui về sau. Nam Sương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói. Ngươi làm cái gì? Nói xong, nàng trực tiếp bỏ qua tay Dương Diệp. Lúc này, Thương Lan ở một bên đột nhiên biến sắc nói. Coi chừng! Nàng vừa nói xong, đột nhiên, trong ngọn núi chung quanh đột nhiên mãnh liệt bắn ra gần 100 chùm sáng năng lượng, những tia sáng này tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Thương Lan. Nàng vừa nói xong, đột nhiên, trong ngọn núi chung quanh đột nhiên mãnh liệt bắn ra gần 100 chùm sáng năng lượng, những tia sáng này tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Thương Lan. Nhìn thấy một màn này, đám người Nam Sương sắc mặt đại biến, chúng nữ không dám giữ lại huyền khí, vội vàng xuất thủ, ngăn cản chùm sáng năng lượng đầy trời. Những chùm tia sáng kia uy lực không phải rất mạnh, rất nhanh bị chúng nữ phá hủy. Rút lui. Thương Lan không chút do dự, chuẩn bị mang theo chúng nữ ly khai hạp cốc. Lúc này, dù có ngốc cũng biết đây là một cái bẫy. Rút lui đi đâu? Lúc này, Đường Gia duy nhất đột nhiên truyền đến tiếng cười to, sau đó chừng 30 người xuất hiện ở trong ánh mắt đám người Thương Lan. Nhìn thấy chừng 30 người này, sắc mặt đám người Thương Lan lập tức khó coi. Bởi vì chừng 30 người này, thực lực thấp nhất cũng là thánh giả, mà nam tử trung niên đầu chọc cầm đầu, thì là bán đế. Một bán đế, tăng thêm chừng 30 thánh giả. Lão đại, không nghĩ tới lần này câu được cá lớn rồi hả? 13 thánh giả, chậc chậc, cái này sẽ bạo bao nhiêu linh khí a? Hơn nữa đều là nữ, ha ha lão đại, những nữ nhân này, có thể trước đừng giết chết, để cho các huynh đệ sung sướng hay không? Bên cạnh nam tử trung niên, một nam tử mặt khỉ ánh mắt không ngừng đánh giá đám người Thương Lan, dâm đãng nói. Nghe nam tử mặt khỉ nói, chút ít nam tử còn lại lập tức nở nụ cười, trong đó một ít còn nhìn chằm chằm vào đám người Thương Lan, bắt đầu làm ra động tác dâm loạn. Trung niên cầm đầu ánh mắt rơi vào trên người Thương Lan nói. Các hạ là Hắc Phượng Hoàng Mục Thương Lan. Nghe trung niên nói, mọi người phía sau hắn dáng tươi cười lập tức giảm đi rất nhiều, ánh mắt rơi vào trên người Thương Lan. Ánh mắt Thương Lan dừng lại chỗ cổ của trung niên nhân thoáng một phát, chỗ đó có một hoa văn hình sói dữ tợn. Có chút trầm ngâm, Thương Lan nói. Lang hồn rong binh đoàn. Nghe Thương Lan nói, sắc mặt đám người Nam Sương có chút khó coi. Trung niên nhân mỉm cười nói. Hắc Phượng Hoàng, Viên Phong ta không thích nói nhảm. Hỏa Phượng rong binh đoàn ngươi không tệ, nếu như ngươi nguyện ý mang theo người của ngươi gia nhập lang hồn rong binh đoàn ta, hơn nữa gả cho ta. Về sau mọi người là người một nhà. Nếu như không muốn, người biết rõ kết quả của các ngươi đấy. Tay của Mục Thương Lan khẽ nhúc nhích, một con dao găm xuất hiện ở trong tay nàng. Muốn làm nam nhân của ta, nhất định phải thắng ta. Thú vị! Khóe miệng Viên Phong nổi lên dáng tươi cười, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới Mục Thương Lan. Mục Thương Lan cũng không cam chịu yếu thế, chủy thủ trong tay mang theo từng đạo hàn quang kích bắn về phía Viên Phong. Rất nhanh, hai người chiến lại với nhau. Dương Diệp phát hiện, hai người cũng không có tiến vào hư không, hơn nữa không gian chung quanh rất chắc chắn,
cho dù là một gã bán đế cùng một cường giả có thể so với bán đế chiến đấu, cũng không thể phá hư không gian. Không hổ đã từng là nội thế giới. Trong nội tâm Dương Diệp khẽ gật đầu, không gian của thế giới này, chỉ sợ chỉ có đế giả mới có thể chấn vỡ. Này! Lúc này, Nam Xương đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp nói. Đợi tí nữa ta không thể quan tâm ngươi rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Dương Diệp nao nao, hắn nhìn thoáng qua chúng nữ, khi thấy trên người chúng nữ tản ra huyền khí nhàn nhạt, lập tức minh bạch. Các nàng sẽ không đầu hàng. Cũng phải, Mục Thương Lan kia xem xét chính là một người tâm cao khí ngạo, nàng làm sao nguyện ý thành thủ hạ của người khác. Hơn nữa là dùng phương thức khuất nhục gả cho đối phương. Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có việc gì, bất quá ta sẽ đầu hàng, ta nghĩ bọn hắn chắc có lẽ sẽ không giết ta. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Thiên địa lao lung. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm của Mục Thương Lan, sau đó vô số tàn ảnh chủy thủ xuất hiện ở phía chân trời, những dao găm này lập tức hợp thành một lao tù, vây khốn Viên Phong ở phía chân trời. Đi! Mục Thương Lan gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, xông vào trong đám người lang hồn rong binh đoàn, chủy thủ trong tay không ngừng xẹt qua. Mục Thương Lan vừa nói xong, đám người Nam Xương cũng không chần chờ, tay khẽ động, trên tay mỗi người xuất hiện một cái phù lục, Dương Diệp nhận ra, đây là thần hành phù tuyệt phẩm. Chúng nữ vỗ vào trên người mình, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn mạnh tới chân trời. Nhìn thấy đám người Nam Xương đào tẩu, Mục Thương Lan không ham chiến, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng đúng lúc này, Nam Xương đã rời đi đột nhiên quay về, nhìn Nam Xương ở trước mặt, Dương Diệp sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Nam Xương lại bắt lấy bờ vai của hắn bắn mạnh tới. Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có việc gì, bức quá ta sẽ đầu hàng, ta nghĩ bọn hắn chắc có lẽ sẽ không giết ta. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Thiên địa lao lung. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm của Mục Thương Lan. Sau đó vô số tàn ảnh chủy thủ xuất hiện ở phía chân trời, những dao găm này lập tức hợp thành một lao tù, vây khốn Viên Phong ở phía chân trời. Đi! Mục Thương Lan gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, xông vào trong đám người lang hồn rong binh đoàn, chủy thủ trong tay không ngừng xẹt qua. Mục Thương Lan vừa nói xong, đám người Nam Xương cũng không chần chờ, tay khẽ động, trên tay mỗi người xuất hiện một cái phù lục, Dương Diệp nhận ra, đây là thần hành phù tuyệt phẩm. Chúng nữ vỗ vào trên người mình, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn mạnh tới chân trời. Nhìn thấy đám người Nam Xương đào tẩu, Mục Thương Lan không ham chiến, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng đúng lúc này, Nam Xương đã rời đi đột nhiên quay về, nhìn Nam Xương ở trước mặt, Dương Diệp sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Nam Xương lại bắt lấy bờ vai của hắn bắn mạnh tới. Oanh! Lúc này, tàn ảnh dao găm vây khốn Viên Phong ầm ầm tiêu tán, sau đó một nhân ảnh chắn ở trước mặt Nam Xương cùng Dương Diệp. Đúng là Viên Phong. Lúc này, sắc mặt đám người Viên Phong cực kỳ khó coi, đặc biệt là Viên Phong, hắn không nghĩ tới, Mục Thương Lan lại dám gạt hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một bên, trên mặt đất, có bốn cỗ thi thể, là lúc Mục Thương Lan rời đi giết. Viên Phong quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này đám người Mục Thương Lan đã vô tung vô ảnh. Sắc mặt Viên Phong càng thêm âm trầm. Lúc này, Nam Xương đột nhiên thò tay nhéo eo Dương Diệp, hung hăng véo lấy nói. Đều là ngươi, đều là vì ngươi, hiện tại ta muốn chết rồi. Sớm biết như vậy ta sẽ không tới cứu ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn trở thành bán đế, ta muốn đi tìm người kia báo thù. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã khóc nức nở. Dương Diệp. Viên Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Xương nói. Các ngươi không phải muốn thoải mái sao? Hiện tại các ngươi có thể hảo hảo sung sướng rồi. Mọi người sau lưng Viên Phong, ánh mắt rơi vào trên người Nam Xương, nở nụ cười lạnh, sau đó mấy người lao đến. Nam Xương biến sắc, trong mắt có quyết tuyệt cùng không cam lòng. Đợi một chút. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo Nam Xương về phía sau, hắn quét nhìn bọn người Viên Phong, sau đó hít sâu một hơi nói. Xem ra ta không thể tại ít xuất hiện rồi. Ánh mắt bọn người Viên Phong lập tức rơi vào trên người Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, tay trái thả lỏng ra sau, nhìn đám người Viên Phong,
trong mắt bình tĩnh, phải nói là coi thường, phảng phất như đám người Viên Phong là con sâu cái kiến. Sau lưng Dương Diệp, Nam Sương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, có chút phát mộng. Giết hắn đi. Lúc này, Viên Phong đột nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không bị một bán thánh hù dọa. Vài thành viên lang hồn dòng binh đoàn trước kia phóng tới Nam Sương không còn do dự, lao về phía Dương Diệp, mà đúng lúc này, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy thanh ý kiếm này, mọi người đều sững sờ, mà đám người phóng tới Dương Diệp cũng ngừng lại. Kiếm ý hư vô cảnh. Tất cả mọi người không phải người bình thường, tự nhiên nhận ra kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm ý biến thành, hơn nữa còn là kiếm ý hư vô cảnh biến thành. Sau lưng Dương Hơ Diệp, con mắt Nam Sương trợn càng lớn. Hiển nhiên, nàng thật không ngờ, Dương Diệp dĩ nhiên là kiếm ý hư vô cảnh. Viên Phong nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. D. Kiếm ý hư vô cảnh, ta ngược lại mắt phụng về rồi. Chỉ là ngươi cuối cùng bất quá là bán thánh, ta ngược lại có chút tò mò, ngươi muốn không điệu thấp như thế nào. Nếu như ngươi muốn dùng thân phận đến làm ta sợ, ta khuyên ngươi đừng lãng phí nước miếng. Dù cho ngươi là đệ tử của Diệt Thế Đạo, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng cảnh giới bán thánh lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh, ở Viên Phong xem ra, đây nhất định không phải người bình thường. Bất quá đây càng lại để cho hắn sinh ra sát tâm. Ở thế giới này, nếu như đắc tội người một thế lực mình không thể gây, dưới tình huống thực lực cho phép, tốt nhất là triệt để tuyệt sát đối phương, vĩnh trừ hậu hoạn. Bởi vì nếu không như vậy, đây mới thực sự là mối họa vô cùng. Thậm chí khả năng lọt vào tai họa ngập đầu. Bất quá hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì loại người lai lịch bất phàm này, khẳng định đều có át chủ bài. Cho nên Viên Phong quyết định để cho Dương Diệp xuất thủ trước nhìn xem, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Tuy hắn là bán đế, nhưng hắn làm người rất cẩn thận. Bởi vì cẩn thận, hắn mới có thể có sống đến bây giờ. Dương Diệp quét nhìn đám người Viên Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Viên Phong nói. Một kiếm giết ngươi. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, những người chung quanh Viên Phong lập tức cười phá lên, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai. Nam Sương ở sau lưng Dương Diệp lắc đầu, đi qua hai bước, một bộ nàng không biết Dương Diệp. Bán thánh giết bán đế. Loại chuyện này, không phải không có qua, nhưng có thể làm được như vậy, đều là thiên tài tuyệt thế của thế giới này. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp tính toán thiên tài tuyệt thế sao? Khẳng định không tính, nếu như tính toán thiên tài tuyệt thế, làm sao có thể mới bán thánh? Phải biết, tuy nàng nhỏ hơn Dương Diệp vài tuổi, nhưng cũng đã là thánh giả cao cấp rồi. Mà Dương Diệp, mới bán thánh. Cùng Dương Diệp ở chung thời gian không dài, nàng biết Dương Diệp có chút thích khoác lác, nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp có thể thổi như vậy. Viên Phong nghe Dương Diệp nói, trước là nao nao, lập tức nở nụ cười nói. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ ngươi làm sao một kiếm giết ta, tới, cho ta xem. Dùng nhãn lực của Viên Phong, tự nhiên nhìn ra Dương Diệp bị thương, còn không nhẹ. Một bán thánh bị thương lại còn nói một kiếm giết hắn. Ngươi không tin ta. Dương Diệp cả giận nói. Ta tin, tới, cho ngươi một cơ hội, cho ta xem, ngươi muốn một kiếm giết ta như thế nào. Viên Phong cười nói, trong nội tâm đối với Dương Diệp lại xem nhẹ thêm vài phần. Ở trong mắt hắn xem ra, Dương Diệp thuộc về loại đệ tử không có trải qua lịch lãm rèn luyện, có lẽ thế lực sau lưng cường đại, nhưng bản thân lại là một bao cỏ. Hiện tại ta liền giết cho ngươi xem. Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm quang xuất hiện ở dưới chân hắn, đạo kiếm quang kia chậm rãi bao trùm xung quanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Viên Phong biến đổi, bởi vì đây ít nhất là kiếm kỹ đế cấp. Viên Phong không dám khinh thường, vung tay lên. Từng đạo huyền khí phòng hộ xuất hiện ở bốn phía, cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, trên hai đấm lóe ra quyền mang xâm lãnh. Một tức đi qua, hai tức đi qua. Khi tức thứ ba tới, Dương Diệp đột nhiên gầm lên, ánh mắt đám người Viên Phong nhảy dựng, ngay thời điểm bọn hắn cho rằng Dương Diệp muốn phát đại chiêu, Dương Diệp lại đột nhiên quay người, kéo Nam Sương vào trong ngực nói. Đi! Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp cùng Nam Sương trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong không gian trước mặt bọn họ. Không thấy rồi. Đám người Viên Phong sửng sốt, một hơi sau, đám người Viên Phong mới phục hồi tinh thần lại. Vô sỉ. Viên Phong giống giận dữ,
hắn vậy mà bị chơi xỏ. Lại bị chơi xỏ, còn bị một bán thánh chơi xỏ. Đối phương từ đầu đến cuối căn bản không muốn cùng bọn họ giao thủ, sở dĩ đối phương làm như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian thi triển kiếm kỹ trốn chạy để khỏi chết. Mà hắn lại ngu ngốc cho đối phương thời gian thi triển kiếm kỹ. Kỳ thật, ngoại trừ phẫn nộ, trong nội tâm Viên Phong vẫn có một tia khiếp sợ, bởi vì một kiếm này của đối phương trực tiếp trốn ra phạm vi thần thức của hắn bao trùm. Thần thức của hắn có thể bao trùm gần 10 vạn dặm. Lão đại, làm sao bây giờ? Bên cạnh Viên Phong, một thành viên lang hồn dòng binh đoàn trầm giọng hỏi. Trầm ngâm nửa ngày, Viên Phong âm trầm nói. Tìm. Cơn tức này, hắn nuốt không trôi. Trong rừng cây, Dương Diệp nằm trên mặt đất, Nam Xương nằm trong ngực của hắn, ở chung quanh bọn họ, là mười mấy cây đại thụ đứt gãy. Yên lặng một cái chớp mắt, Nam Xương đột nhiên mở mắt, hai tay nàng chống thân thể Dương Diệp bò lên, lúc này, Dương Diệp dưới người nàng lập tức hít một hơi khí lạnh, sau đó máu tươi từ trong khóe miệng chậm rãi tràn ra. Nam Xương cúi đầu nhìn, khi thấy Dương Diệp, nàng lập tức hít một hơi khí lạnh. Huyết ở khóe miệng Dương Diệp còn không có gì, quan trọng nhất là huyết trên người hắn. Lúc này quần áo toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ, đó là máu tươi nhuộm đỏ. Ánh mắt Nam Xương rơi vào trước ngực Dương Diệp, chỗ đó đã rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy, nhìn thấy mà giật mình. Ngẩn người, Nam Xương vội vàng lấy ra mười mấy viên đan dược đưa tới bên miệng Dương Diệp nói. Ngươi ăn. Dương Diệp nhìn thoáng qua đan dược, sau đó lắc đầu nói. Thứ này đối với ta không có tác dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía nạp giới của Nam Xương. Trong này có đá năng lượng siêu phẩm A. Phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, Nam Xương vội vàng rút tay vào sau lưng, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Cái này, đây là của ta. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại, hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thấp giọng thở dài. Không phải than thở Nam Xương keo kiệt, mà là than thở mình không may. Vốn tổn thương còn chưa tốt, hiện tại thi triển hư không toa kiếm thuật lại tổn thương càng thêm thương. Hiện tại nếu gặp được nguy hiểm mà nói, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc này, Nam Xương bỗng nhiên nói khẽ. Ngươi đại khái cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể mình khỏe? 10. Dương Diệp vốn định nói 10 viên tử tinh thạch, nhưng vừa nghĩ tới tử tinh thạch chân quý, tăng thêm thái độ của Nam Xương đối với tử tinh thạch, hắn vội vàng đổi giọng. Cái kia, người cho ta, không, người cho ta mượn 3 viên tử tinh thạch là tốt rồi. 3 viên tử tinh thạch, tuy không cách nào triệt để chữa trị tốt thương thế của hắn, nhưng ít nhất có thể cho hắn khôi phục 3 thành thực lực. 3 viên tử tinh thạch. Nam Xương mở to mắt nhìn Dương Diệp nói. Người, ta, nghĩ, nếu không, người ăn thảo dược à. Ta có rất nhiều thảo dược. Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi ánh mắt nói. Người đi nhanh đi, những người kia có thể sẽ không buông tha chúng ta, bọn hắn có thể sẽ phái người tới tìm chúng ta. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nam Xương nói khẽ. Nơi này mát mẻ, ta nằm một hồi lại đi. Dương Diệp nói. Nam Xương do dự một chút, sau đó nói. Ta đi thật nha. Đi đi. Dương Diệp nói. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Nam Xương rời đi, hắn ngược lại không trách đối phương, cũng không có tư cách trách đối phương không nợ hắn cái gì, trái lại, đối phương còn giúp hắn rất nhiều lần. Cảm thụ được bốn phía linh khí mỏng manh, Dương Diệp im lặng hỏi trời xanh. Dùng linh khí mỏng manh này, hắn đoán chừng phải nằm hơn mấy tháng mới có thể có năng lực hành động tự nhiên. Thật là địa phương quỷ quái. Trong nội tâm Dương Diệp thở dài. Không có huyền khí thì thôi. Ngay cả tinh thần chi lực cũng không có. Lúc trước lão đầu kia đến cùng làm cái gì với thế giới này a? Thậm chí ngay cả tinh thần chi lực cũng ngăn cách. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, đập vào mắt chính là một đôi con mắt như nước trong veo, chủ nhân đôi mắt này đúng là Nam Xương. Ngươi trở lại làm gì? Dương Diệp hỏi. Hai tay Nam Xương nắm chặt, trên mặt giãy giụa, giống như đang làm quyết định trọng đại gì. Sau nửa ngày, nàng hít sâu một hơi. Sau đó tay khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp nói. Ngươi ăn đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Xương nói. Ngươi mau ăn đi, bằng không thì ta sẽ hối hận. Dương Diệp không do dự, vội vàng nuốt tử tinh thạch vào.
Khi tử tinh thạch rơi vào trong bụng, lập tức hóa thành vô số linh khí bị tiểu vòng xoáy hấp thu, sau đó một tia hồng mông tử khí từ trong tiểu vòng xoáy truyền ra, chữa trị kinh mạch cùng ngũ tạng bị hao tổn trong cơ thể Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Nam Xương. Còn chưa đủ sao? Nam Xương yếu ớt nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam Xương hít sâu một hơi, lại lấy ra một viên tử tinh thạch đưa tới Dương Diệp, cũng không khách khí, trực tiếp nuốt xuống. 15 phút sau, Dương Diệp lại mở mắt, nhìn về phía Nam Xương, nhìn biểu lộ sắp khóc của Nam Xương, Dương Diệp không khỏi sinh ra áy náy, đang muốn mở miệng nói thôi. Lúc này, Nam Xương đột nhiên lấy ra một viên tử tinh thạch nhét vào trong tay Dương Diệp, sau đó nàng thoáng cái ngồi ở một bên, hai tay ôm đầu gối, đầu chôn ở trên đầu gối. Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Nam Xương, nói khẽ. Tính toán ta thiếu nợ ngươi, về sau chờ ta phát tài, trả lại ngươi gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, được không? Nam Xương không nói gì. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này xa xa đột nhiên nhảy đến một đạo quang ảnh, rất nhanh, hai nữ tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới không phải người khác, đúng là Mục Thương Lan cùng Cốc Lam. Nhìn thấy Nam Xương không có việc gì, sắc mặt hai người Mục Thương Lan lập tức buông lỏng, đột nhiên ánh mắt Mục Thương Lan rơi vào viên tử tinh thạch trên tay Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp nắm tử tinh thạch, sắc mặt của Mục Thương Lan trầm xuống. Tay phải khẽ vẫy, nạp giới trên tay Nam Xương lập tức bay đến trên tay nàng. Tinh thần lực quét qua, khi phát hiện trong đó giống tuếch, sắc mặt của Mục Thương Lan lập tức dữ tợn lên, thân hình nàng khẽ động, chủy thủ trong tay cắt tới Dương Diệp. Nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải cũng chỉ ra, đầu ngón tay kiếm quang lập lòe. Đúng lúc này, Nam Xương đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Mục Thương Lan lập tức ngừng lại. Thương Lan tỷ, là ta cho hắn. Nam Xương nói khẽ. Tránh ra. Mục Thương Lan nói. Nam Xương khẽ lắc đầu nói. Thương Lan tỷ, cái này, đây là tử tinh thạch của ta, ngươi để cho ta tự mình xử lý, được không? Ta nói tránh ra. Thanh âm của Mục Thương Lan dữ tợn. Nhìn thấy Mục Thương Lan tức giận, thân thể mềm mại của Nam Xương khẽ run lên, hiển nhiên, nàng có chút sợ Mục Thương Lan tức giận. Lúc này, Dương Diệp kéo Nam Xương đến bên cạnh, nhìn Mục Thương Lan nói. Ba viên tử tinh thạch, ta mượn nàng ba viên tử tinh thạch mà thôi, người có cần phải như vậy hay không? Trong lòng Dương Diệp cực kỳ phiền muộn, ba viên tử tinh thạch, cái đồ chơi này, hắn đã từng có vài vạn a. Vài vạn đấy. Ba viên tử tinh thạch. Lúc này, Cốc Lam ở bên cạnh Mục Thương Lan đột nhiên cả giận nói. Người biết ba viên tử tinh thạch kia là Nam Xương cất bao lâu mới có không? Người biết nàng có ba viên tử tinh thạch này bỏ ra bao nhiêu không? Ba năm, suốt ba năm, ba viên tử tinh thạch này, là nàng tích trữ ba năm mới có. Ba năm này, nàng ngay cả một thanh vũ khí tốt, một bộ hộ giáp tốt cũng không dám mua, cho dù bị thương. Cũng chỉ ăn lam linh thảo bình thường nhất trị liệu, mà không dám mua trị liệu phù. Ngươi lại dám gạt tử tinh thạch của nàng, ngươi nên bị thiên lôi đánh a. Dương Diệp. Cốc Lam lại nói. Nam Xương, ngươi thật ngốc, ngươi mau tránh ra, để cho chúng ta giết hắn đi. Nam Xương khẽ lắc đầu nói. Hắn không có lửa gạt ta, là ta cho hắn. Cốc Lam, Thương Lan tỷ, cái này, đây là chuyện của ta. Các ngươi để cho ta xử lý được không? Ngươi xử lý cái đầu a. Cốc Lam cả giận nói. Ngươi thật khờ, ngươi quá ngốc. Nam nhân này xem xét cũng không phải vật gì tốt. Có phải hắn nói cho ngươi, hắn không phải muốn tử tinh thạch của ngươi, mà là mượn. Hơn nữa về sau sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Dương Diệp. Làm sao ngươi biết? Nam Xương ngẩng đầu nhìn Cốc Lam, có chút kinh ngạc nói. Ngươi hết thuốc chữa rồi. Cốc Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Nam Xương nói. Loại nói dối này, vậy mà ngươi cũng tin tưởng. Ngươi, ta nói là ngươi ngây thơ. Hay nói ngươi ngốc, ngươi tránh ra, ta giết hắn. Nói xong, Cốc Lam liền muốn động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp đại biến nói. Coi chừng. Lúc này, ba mũi tên màu đen mực đột nhiên từ trong không gian chui ra. Sắc mặt của Mục Thương Lan cùng Cốc Lam kịch biến. Hai người mạnh mẽ lấy ra dao găm chém xuống. Bành bành. Mục Thương Lan cùng Cốc Lam bị chấn lui gần trăm trượng mới dừng lại, mà Dương Diệp lại ở thời điểm ba mũi tên đi ra,
ôm Nam Xương lùi một bước, cùng một mũi tên gặp thoáng qua. Lúc này, một nữ tử tay cầm trường cũng xuất hiện ở trong mắt đám người Thương Lan, cùng lúc đó, ở chung quanh bọn họ xuất hiện mấy trăm người, vậy mà toàn bộ đều là thánh giả. Quan trọng nhất là, ở bên cạnh nữ tử cầm trường cung, có 6-7 lồng giam, bên trong toàn bộ là thành viên Phượng Hoàng Rong binh đoàn. Phệ hồn Rong binh đoàn. Một bên, sắc mặt Mục Thương Lan trầm xuống. Bên cạnh Nam Xương, Dương Diệp nói khẽ. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Nam Xương định thi triển hư không toa kiếm thuật đào tẩu. Hiện tại, thương thế hắn khôi phục một ít, thi triển hư không toa kiếm thuật tối đa chỉ cần một hơi. Mang đám người Thương Lan tỷ cùng đi. Nam Xương nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ có thể mang một người. Đây cũng không phải nói dối, thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể mang một người, nếu như mang hai người, rất có thể tất cả mọi người sẽ chết ở trong hư không loạn lưu. Ta đây không đi. Nam Xương nói. Mà đúng lúc này, xa xa nữ tử cầm trường cung đột nhiên lấy ra một mũi tên khoác lên dây cung, sau đó nhắm ngay Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức sững sờ, sau đó vội vàng giơ hai tay lên nói. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Mọi người đều sững sờ, nữ tử trường cung cũng hơi sững sờ, nhìn Dương Diệp nửa ngày, nàng thu hồi trường cung. Không có cốt khí. Sau lưng Dương Diệp cùng Nam Xương, Cốc Lam hung hăng trừng Dương Diệp. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt. Nam Xương ở bên cạnh Dương Diệp thì dịch ra hai bước, một bộ không quen Dương Diệp. Đầu hàng là đáng xấu hổ, đặc biệt là một nam nhân đầu hàng, vậy thì càng đáng xấu hổ. Nhìn thấy nữ tử thu hồi trường cung, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân này là bán đế, một mũi tên kia tới, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hiện tại không tử tinh thạch để hắn chữa trị thân thể, thật vất vả để cho thân thể khôi phục một ít, hắn cũng không muốn lại tàn phế. Về phần Cốc Lam nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút biệt khuất, sau khi đi vào chỗ này, rất xuất ức a. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử trường cung, dáng người của nữ tử trường cung cao gầy, so với hắn còn cao hơn ít nhất một cái đầu, mặc trang phục màu xanh lá bó sát người, đi cáng người nhỏ nhắn, tay cầm trường cung màu xanh sẫm. Về phần tướng mạo không phải đặc biệt đẹp, nhưng có một cỗ khí chất tư thế hiên ngang. Ánh mắt Dương Diệp rời đi, rơi vào một lão giả bên phải nữ tử trường cung, lão giả là bán đế. Hai bán đế. Ánh mắt nữ tử trường cung rơi vào trên người Mục Thương Lan nói. Hắc Phượng Hoàng, ta nghe qua ngươi. Ở vùng tận thế thành, ngươi tính toán nhân vật có tiếng tăm. Phượng Hoàng Rong binh đoàn của ngươi giết người vệ hồn Rong binh đoàn ta, cái sổ sách này, ngươi cảm thấy nên tính toán như thế nào? Nói thẳng đi, cần gì rong dài? Mục Thương Lan nói. Sảng khoái. Nữ tử trường cung nói. Phượng Hoàng Rong binh đoàn ngươi rất không tệ. Dạ Lưu Vân ta coi trọng. Mang người của ngươi đi theo ta, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu như ta không đồng ý. Mục Thương Lan nói. Các ngươi đều phải chết. Dạ Lưu Vân nhàn nhạt nói. Mục Thương Lan trầm mặc. Dạ Lưu Vân cũng trầm mặc, bất quá Dương Diệp phát hiện, ánh mắt của Dạ Lưu Vân vậy mà thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, hắn biết rõ. Nhất định là trước kia hắn mang theo Nam Xương né tránh mũi tên của đối phương. Bất quá cũng may, Dạ Lưu Vân không giống Mục Thương Lan tâm ngoan thủ lạt, có lẽ đối phương chỉ là hiếu kỳ, mà không có ác ý quá lớn, bằng không thì trước kia sẽ không thu cung. Trầm mặc hồi lâu, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn mấy lồng giam bên cạnh Dạ Lưu Vân, bên trong đều là thành viên của Phượng Hoàng Rong binh đoàn, tuy những người này đều bị phong ấn, nhưng không có bị thương. Lại qua một hồi, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn Dạ Lưu Văn nói. Từ giờ phút này, trên đời không còn Phượng Hoàng Rong binh đoàn. Trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói. Kể từ hôm nay, Mục Thương Lan chính là phó đoàn trưởng của Phệ Hồn Rong binh đoàn, còn không bái kiến phó đoàn trưởng. Bái kiến phó đoàn trưởng. Chung quanh, vô số thành viên của Phệ Hồn Rong binh đoàn nhìn Mục Thương Lan thi lễ. Dạ Lưu Vân lại nói. Hắc Phượng Hoàng. Ở trong Phệ Hồn Rong binh đoàn, ngươi chỉ nghe lệnh một mình ta, người của Phượng Hoàng Rong binh đoàn ngươi vẫn là của ngươi, do chính ngươi quản. Mục Thương Lan đi đến trước mặt Dạ Lưu Vân, muốn quỳ xuống, nhưng Dạ Lưu Vân lại ngăn cản nói.
Những lễ nghi này thì không cần. Từ hôm nay, ta và ngươi dùng tỉ muội tương xứng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, khẽ gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh Dạ Lưu Vân. Tay Dạ Lưu Vân vung lên, những thành viên Phượng Hoàng Dòng binh đoàn bị giam lập tức được thả ra. Một bên, Dương Diệp cũng thở dài một hơi, khá tốt hòa bình giải quyết. Nếu quả thật đánh nhau, hắn nhất định sẽ dẫn Nam Sương chạy trốn, mà một khi thi triển hư không toa kiếm thuật, hắn nhất định sẽ bị thương lần nữa. Cũng may, sự tình không có phát triển về hướng xấu. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người, muốn chạy đi. Tuy bên ngoài có chút nguy hiểm, nhưng ở chỗ này càng nguy hiểm, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam kia là tùy thời muốn giết hắn. Hiện tại thân thể hắn đã khôi phục một ít, chỉ ít có hai thành thực lực. Tăng thêm hắn cảm ứng đối với nguy hiểm, sau khi rời đi, cẩn thận chút, chắc có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Về phần đế nữ đưa cho hắn chiếc nhẫn, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào đoạt lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất là trước khôi phục thực lực, lại trở về tìm Mục Thương Lan. Dù sao trên mặt nhẫn có tinh thần lạc ấn của hắn, mặc kệ ở trong tay ai, hắn sẽ có thể cảm ứng được. Người phệ hồn dòng binh đoàn không có để ý Dương Diệp chỉ là bán thánh, quá yếu, bọn hắn căn bản không có hứng thú. Dương Diệp thả chậm bước chân, đi tới, hắn đi tới đằng sau, ngay thời điểm hắn muốn quay người đào tẩu, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, một thân ảnh hiện lên, Mục Thương Lan xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi đâu đó? Mục Thương Lan nói. Nữ nhân này nhìn chằm chằm vào mình rồi. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó trung thực nói. Muốn chạy trốn. Nữ nhân này rất thông minh, muốn lừa dối, cái kia căn bản là không thể nào, còn không bằng trung thực một ít. Mục Thương Lan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp có chút cúi đầu, không cùng đối phương đối mặt, bất quá tay phải của hắn giấu ở phía sau chậm rãi nắm lại. Thương Lan, làm sao vậy? Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới. Mục Thương Lan thu hồi ánh mắt nói. Xử lý chút sự tình. Lúc này, Nam Sương cùng Cốc Lam cũng đi tới, khi thấy Mục Thương Lan đứng ở trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Nam Sương hơi đổi, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Thương Lan tỷ, hắn thật không có lừa gạt ta, là ta tự mình muốn cho hắn mượn. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Nam Sương, sau đó khẽ lắc đầu nói. Việc này ta mặc kệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Đoàn trưởng có chuyện gì không? Bảo ta Lưu Vân là được. Dạ Lưu Vân mỉm cười nói. Ta được một tin tức, trong một sơn mạch cách nơi này 10 vạn dặm, có người phát hiện di tích. Rất có thể là tông môn năm đó, Minh Ngục Đại Lục tận thế bị diệt, cũng không biết là thế lực cấp độ gì. Bất quá, bất kể là thế lực cấp độ gì, ta cảm thấy chúng ta đều không nên buông tha. Mục Thương Lan trầm ngâm một lát, sau đó nói. Tin tức có tin được không? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Mục Thương Lan nói. Xác thực không thể buông tha, chỉ là, bình thường xuất hiện loại di tích này, đều có vô số dòng binh đoàn xuất hiện, thậm chí người của ba thành hai tông một đạo cũng sẽ xuất hiện. Thực lực của chúng ta. Người ba thành hai tông một đạo có lẽ còn chướng mắt, trừ khi là di tích của kim cương cấp trở lên. Nhưng di tích kia hẳn không phải thế lực kim cương cấp, bằng không thì, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị người của ba thành hai tông một đạo chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói. Đương nhiên, cho dù không phải, lần nào ớt đi cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên liều thoáng một phát, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật ngươi quyết định là tốt rồi. Mục Thương Lan nói. Dạ Lưu Vân cười nói. Ngươi là phó đoàn trưởng, ta tự nhiên phải tìm ngươi thương lượng. Thương Lan, ta và ngươi đều là nữ nhân chúng ta muốn ở dị giới sinh tồn, là một sự tình không dễ dàng. Cho nên, ta không có đối đãi ngươi như thủ hạ, mà coi ngươi là tỉ muội, ta hy vọng ngươi cũng có thể thả lỏng khúc mắc trong lòng, cùng ta chung một chỗ cố gắng, để cho chúng ta có thể sinh tồn. Mục Thương Lan trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Ta biết rồi. Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía chân trời nói. Đã vào đêm, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta xuất phát. Nói xong, Dạ Lưu Vân quay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân rời đi, nữ nhân này, không phải đại gian chính là đại thiện. Ở thế giới này, người thiện lương nhất định là sống không lâu được. Bất quá, không thể không nói, nữ nhân này thủ đoạn rất mạnh, ít nhất,
đám người Nam Xương đối với nàng tựa hồ rất có hảo cảm, ngay cả thái độ của Mục Thương Lan đối với nàng cũng có chỗ cải biến. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cốc Lam hung hăng trừng Dương Diệp, sau đó cũng theo rời đi. Ngươi, có phải muốn chạy trốn hay không? Nam Xương nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Thương Lan tỷ của ngươi mỗi ngày muốn giết ta, ta không trốn không được a. Kỳ thật nàng rất tốt. Nam Xương nói. Dương Diệp cười khổ nói. Đó là đối với các ngươi, đối với ta, ngươi nhìn xem, nàng động một chút lại muốn giết. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một viên tử tinh thạch xuất hiện ở trên tay hắn, đó là trước kia Nam Xương cho hắn, hắn còn không có ăn. Cầm tử tinh thạch trong tay đưa tới trước mặt Nam Xương nói. Thật có lỗi, ta không biết tử tinh thạch của ngươi đến không dễ như vậy. Ngươi yên tâm, ta nói chắc chắn sẽ giữ lời, về sau, ta cho ngươi tử tinh thạch dùng không hết. Ngươi lại mặt dày rồi. Nam Xương nhìn thoáng qua tử tinh thạch trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Chính ngươi dùng đi. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh một gốc cây ngồi xuống, thân thể dựa vào cây, hai tay ôm đầu gối, ngửa đầu, nhìn mây đen đầy trời. Tuy ánh trăng không cách nào xuyên thấu mây đen, nhưng trong tràng lại có ánh trăng nhàn nhạt, đó là phệ hồn dòng binh đoàn dùng nguyệt quang thạch tản ra. Dương Diệp đi đến bên cạnh Nam Xương ngồi xuống nói. Ngươi đối với ta tốt như vậy, là vì ta lớn lên giống như lâm tinh. Nam Xương không nói gì, chỉ nhìn mây đen, trong mắt có một tia mờ mịt. Dương Diệp lại nói. Có thể nói cho ta về hắn một chút không? Nam Xương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn nửa ngày, sau đó nói khẽ. Hắn là vị hôn phu của ta, vốn chúng ta sẽ kết hôn, nhưng hắn đột nhiên thức tỉnh thiên phú, là tiên thiên linh thể trong vạn không một, sau đó được một trong tam tông Huyền Thiên Tông phó tông chủ nhìn chúng. Ngươi biết Huyền Thiên Tông không? Rất lợi hại, Minh Ngục Đại Lục chúng ta, có một đạo hai tông ba thành, Huyền Thiên Tông này là một trong hai tông, thuộc về thế lực kim cương cấp. Ở Huyền Thiên Tông, có linh mạch tuyệt phẩm, mà linh mạch tuyệt phẩm, ở toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, không cao hơn 10 cái. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Nam Xương cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới nói. Sau đó hắn nói ta không xứng với hắn, rồi từ hôn. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Kỳ thật tiên thiên linh thể cũng không có gì không dậy nổi, ngươi nói đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực không có gì đáng nhắc tới. Đạt được đáp án của Dương Diệp, tâm tình của Nam Xương tựa hồ khá hơn một chút, nàng lại nói. Nghe nói hắn đến bây giờ còn chưa thành bán đế, hừ, nếu ta so với hắn tới bán đế trước, ta muốn cho hắn biết, không phải ta không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên thấp giọng thở dài, trong mắt có một tia bất đắc dĩ cùng chán chường. Nhưng muốn trở thành bán đế, ít nhất cần 5-6 viên tử tinh thạch, đây là vận khí tốt. Vận khí không tốt, 10 viên tử tinh thạch khả năng cũng không đủ. 10 viên tử tinh thạch a, ta cần tồn 10 năm mới có. 10 năm a, ai? Dương Diệp mỉm cười, thò tay vuốt vuốt đầu Nam Xương nói. Biết đâu có kỳ tích phát sinh. Nam Xương lệch đầu, tránh né tay Dương Diệp, nàng bất mãn nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi an ủi ta là giả, muốn chiếm ta tiện nghi mới là thật a. Cốc Lam nói ngươi là sắc lang. Để cho ta cách ngươi xa một chút. Dương Diệp. Vào đêm, toàn bộ thiên địa càng thêm hắc ám, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh tối mờ mịt, tựa như một hắc động thật lớn. Dương Diệp dựa vào đại thụ sau lưng, ở bên cạnh hắn là Nam Xương, thân thể Nam Xương dựa vào đại thụ, nhưng đầu lại chẳng biết lúc nào tựa vào trên bờ vai Dương Diệp. Nhìn phía chân trời, Dương Diệp trầm mặc. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều người. Đám người Tô Thanh Thi ở trong Hồng Mông Tháp, còn có bọn người Hiểu Vũ Tịch, An Nam Tĩnh cùng với Bạch Lộc Thư Viện ở Linh Giới, còn có đế nữ Trang Vị Nhiên không biết ở nơi nào kia. 3 năm. Nếu như 3 năm không thể trở về, những người này đều chết. Hắn chỉ có 3 năm thời gian. Nghĩ vậy, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại, không thể ở đây lãng phí thời gian, phải mau chóng khôi phục thân thể, sau đó tăng cảnh giới lên, tìm được Ngân Hà kiếm đồ. Tận khả năng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ chốc lát, liền truyền ra tiếng hít thở.
Mục Thương Lan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đối diện Dương Diệp cùng Nam Xương cách đó không xa, trong tay nàng là một thanh dao găm. Nhìn Dương Diệp cùng Nam Xương, trầm mặc hồi lâu, Mục Thương Lan quay người biến mất trong bóng đêm. Thời điểm Mục Thương Lan biến mất, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, nhìn phương hướng Mục Thương Lan rời đi, Dương Diệp lại nhắm mắt lại. Mặt trời lên cao, trời tờ mờ sáng, người của Phệ Hồn Dòng binh đoàn bắt đầu lên đường. Trong chàng không có ai là kẻ yếu, cho dù không thi triển huyền khí, tốc độ kia cực kỳ nhanh. Bởi vậy không đến hai canh giờ, mọi người đi tới một sơn mạch cao vút. Lúc này, ở trước đại sơn đã tụ tập không ít người, hơn nữa càng ngày càng nhiều dòng binh đoàn cùng với tán tu chạy đến. Thời điểm Phệ Hồn Dòng binh đoàn xuất hiện ở chỗ này, trong chàng rất nhiều ánh mắt lập tức nhìn qua, trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ còn có một tia đề phòng. Hiển nhiên rất nhiều người nhận thức Phệ Hồn Dòng binh đoàn. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong nội tâm lập tức dùng mình, chung quanh vậy mà không dưới 10 tên bán đế. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới hai bước, nhìn mọi người ôm quyền nói. Chư vị, Phệ Hồn Dòng binh đoàn ta đến đây, cũng giống như chư vị, chỉ vì cầu tài. Có lẽ chư vị đã đạt thành quy tắc gì? Nói đến đây, ánh mắt Dạ Lưu Vân rơi vào trên người một lão giả nói. Các hạ hẳn là Tuyết Sư Dòng binh đoàn đoàn trưởng Mặc lão tiền bối phát hiện di tích này a? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả mà Dạ Lưu Vân nói, lão giả là bán đế, mà ở bên cạnh lão giả, còn có hai trung niên, cũng là bán đế. Trừ đó ra, ở sau lưng ba người có 700 người, thực lực thấp nhất cũng là thánh giả. Có thể nói, Tuyết Sư Dòng binh đoàn là dòng binh đoàn mạnh nhất trong chàng. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp không khỏi lắc đầu, tuy Minh Ngục Đại Lục linh khí mỏng manh, nhưng cường giả không hề thua linh giới. Nguyên nhân chủ yếu khẳng định là vì không có thiên đạo. Ở linh giới, hàng năm người xung kích thánh giả cùng bán đế có rất nhiều đều chết ở trong thiên phạt, mà ở chỗ này, không có thiên đạo. Loại tình huống này, thánh giả cùng bán đế ở Minh Ngục Đại Lục nhiều, cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Mặc lão nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân nói. Dạ đoàn trưởng tới rất nhanh a. Dạ Lưu Vân mỉm cười nói. Mặc tiền bối. Phệ Hồn Dòng binh đoàn ta cũng muốn tiến vào di tích thử thời vận, mong Mặc tiền bối cho một cơ hội. Mặc lão nhìn Dạ Lưu Vân nửa ngày, sau đó nói. Đương nhiên. Đa tạ. Dạ Lưu Vân nhìn Mặc lão ôm quyền nói. Hiện tại Mặc tiền bối còn chưa tiến vào, có lẽ là gặp vấn đề gì a? Mặc lão khẽ gật đầu nói. Nơi này có một trận pháp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như cường hành phá trận, có thể sẽ để cho cả sơn mạch sụp xuống. Thì ra là thế. Dạ Lưu Vân nói. Có lẽ Mặc tiền bối đã tìm được phương pháp giải quyết. Trận pháp sư ta mời đang phá trận, tối đa qua nửa canh giờ là có thể phá. Mặc lão nói. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, mang theo người Phệ Hồn Dòng binh đoàn đi tới bên kia, nguyên bản chỗ đó có rất nhiều tán tu, nhưng thấy người Phệ Hồn Dòng binh đoàn đi qua, đều rất tự giác nhường vị trí. Đa tạ chư vị. Dạ Lưu Vân nhìn những tán tu kia ôm quyền. Cử động kia của Dạ Lưu Vân, lập tức để cho những tán tu trong lòng có chút khó chịu kia dễ chịu hơn nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tuyết Sư Dòng binh đoàn, sắc mặt Mặc lão cùng người Tuyết Sư Dòng binh đoàn đều có chút khó coi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp có chút buồn cười. Không hề nghi ngờ, Tuyết Sư Dòng binh đoàn phát hiện di tích, muốn nuốt một mình, nhưng không biết nguyên nhân gì bị để lộ. Tuy Tuyết Sư Dòng binh đoàn bọn hắn thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn căn bản không dám độc chiếm. Nếu làm như vậy, cái thứ nhất chết tuyệt đối là Tuyết Sư Dòng binh đoàn. Ở trong loạn thế, phát hiện một di tích, đối với rất nhiều dòng binh đoàn cùng với tán tu mà nói, có khả năng là một cơ hội cải biến vận mệnh. Trừ khi có thực lực tuyệt đối, bằng không thì, mặc kệ người nào dám độc chiếm, đều lọt vào tất cả mọi người vây công. Tuy Dạ Lưu Vân một mực khách khí, nhưng Dương Diệp cảm giác được, nữ nhân này chỉ là cho Tuyết Sư Dòng binh đoàn mặt mũi. Mặc kệ Tuyết Sư Dòng binh đoàn đồng ý hay không, cái di tích này, Phệ Hồn Dòng binh đoàn khẳng định cũng muốn kiếm một chén canh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, thủ đoạn của nữ nhân này, có thể so với Vô Song và Đinh Thược Dược. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên lại đến một đám người, khi nhìn thấy đám người này, Dương Diệp cùng đám người Mục Thương Lan sững sờ, bởi vì đám người này đúng là Lang Hồn Dòng binh đoàn lúc trước mai phục bọn hắn. Người Lang Hồn Dòng binh đoàn cũng nhìn thấy đám người Thương Lan, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rất nhiều người của Lang Hồn Dòng binh đoàn muốn xông lên,
bất quá bị đoàn trưởng Viên Phong ngăn lại. Viên Phong nhìn nhìn Mục Thương Lan, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân, sau đó cười nói. Không nghĩ tới Mục đoàn trưởng lại gia nhập Vệ Hồn Rong binh đoàn, Dạ đoàn trưởng, chúc mừng. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Viên Phong nói. Hiện tại Thương Lan cùng ta là tỉ muội, trước kia nếu nàng cùng Viên đoàn trưởng có hiểu lầm gì, tất cả xóa bỏ, như thế nào? Viên Phong nhìn thoáng qua Mục Thương Lan, cười nói. Đương nhiên. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Viên Phong nhìn thoáng qua Mục Thương Lan cùng Dạ Lưu Vân, đang muốn mang theo người Vệ Hồn Rong binh đoàn rời đi, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Phát giác được ánh mắt của Viên Phong, Dương Diệp nheo mắt, thằng này là không muốn buông tha hắn. Viên Phong chỉ Dương Diệp nói. Dạ đoàn trưởng, người này hẳn không phải người của Vệ Hồn Rong binh đoàn A. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Thương Lan, trong mắt có ý hỏi thăm. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nữ nhân này thấy chết mà không cứu, được a? Ở bên cạnh Dương Diệp, Nam Sương nhìn thấy Mục Thương Lan lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị Mục Thương Lan ngăn cản. Nhìn thấy Mục Thương Lan lắc đầu, Viên Phong mỉm cười nói. Dạ đoàn trưởng, ta cùng hắn tầm đó có chút ân oán. Có thể cho chút tình mọn, giao hắn cho ta. Nếu dạ đoàn trưởng thả người, coi như Viên Phong ta thiếu Vệ Hồn Rong binh đoàn ngươi một cái nhân tình. Nhân tình của một cường giả bán đế. Dạ Lưu Vân cơ hồ không có cân nhắc, đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa trong lòng núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, sau đó toàn bộ sơn mạch cùng đại địa khẽ run lên. Trận phá. Trong chàng lập tức sao động, nhưng không người nào dám xông, mà nhìn về phía Tuyết Sư Rong binh đoàn. Mặc lão bỏ qua ánh mắt của người chung quanh, dẫn đầu mang theo người Tuyết Sư Rong binh đoàn đi vào. Đi. Dạ Lưu Vân không có tâm tư đi quản sự tình của Dương Diệp cùng Lang Hồn Rong binh đoàn, lập tức mang theo người Vệ Hồn Rong binh đoàn đuổi theo Tuyết Sư Rong binh đoàn. Viên Phong cũng vội vàng mang theo người Lang Hồn Rong binh đoàn đi theo, sau khi các Rong binh đoàn mạnh mẽ tiến vào, còn lại những Rong binh đoàn nhỏ cùng với tán tu cũng lập tức lao lên. Tiến vào lòng núi, lại là một tràng cảnh khác. Toàn bộ đại sơn phảng phất như bị móc hết, ánh mắt liếc nhìn không tới đầu. Ở trước mặt mọi người, là một ít tường đổ vách siêu, có cung điện sụp đổ, còn có vô số cột đá không trọn vẹn dài đến gần vạn trượng, cùng với rất nhiều tượng yêu thú bằng đá. Tuy đều là tường đổ vách siêu, nhưng từ quy mô đến xem, có thể nhìn ra được, thế lực này khẳng định không phải một tiểu thế lực. Đi! Lúc này, xa xa thanh âm Mặc lão rơi xuống, rất nhanh. Tuyết Sư Rong binh đoàn vào tới phía trước. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Đi. Nói xong, nàng mang theo mọi người tiến lên. Nếu như không muốn huyết tinh chém giết, vậy cũng chỉ có tách ra đi, mọi người toàn bộ bằng vận khí. Đương nhiên, ở trong di tích như vậy, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện chém giết. Sau khi Tuyết Sư Rong binh đoàn cùng Vệ Hồn Rong binh đoàn đều rời khỏi, Rong binh đoàn cùng tán tu còn lại cũng vội vàng chia nhau rời đi. Nam Sương theo sát Mục Thương Lan, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, Dương Diệp vốn ở sau lưng nàng, nhưng hiện tại đã mất. Ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện thân ảnh của Dương Diệp. Nam Sương ngẩn người, sau đó khẽ nói. Cũng tốt, chạy thoát cũng tốt. Nói xong, nàng quay người đuổi kịp đám người Mục Thương Lan. Dương Diệp cũng không đi theo người Vệ Hồn Rong binh đoàn, mà đi tới một góc tối không người. Khi xác định chung quanh không có người, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực mình nói. Tiểu Bạch, mau ra đây. Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh, một cái đầu màu trắng từ trước ngực hắn xông ra. Tiểu Bạch từ trong lồng ngực Dương Diệp bò tới dưới cổ, hai cái tiểu chảo ôm cổ Dương Diệp, đầu cọ lấy cái cằm của hắn. Hai mắt nàng nhập nhèm, nửa khép hờ, một bộ chưa tỉnh ngủ. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhẹ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch. Đừng ngủ, mang ta đi tìm bảo bối. Hai cái tiểu chảo của Tiểu Bạch vuốt vuốt ánh mắt, khi nàng chứng kiến Dương Diệp, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, đột nhiên, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cái mũi hít hít, khuôn mặt tươi cười biến thành khổ qua, ủy khuất nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu chảo không ngừng vung vẩy. Dương Diệp cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch, nàng không thích ở đây, bởi vì nơi này không có linh khí. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Ngoan,
về sau chúng ta sẽ rời nơi này. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ tới điều gì, sau đó lấy ra một viên tử tinh thạch nói. Có thể biến cái này thành hai viên không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng duỗi ra tiểu chảo vào tử tinh thạch, ở trong ánh mắt chờ mong của Dương Diệp, hai tiểu chảo của Tiểu Bạch cầm lấy tử tinh thạch tách ra. Két sát, viên tử tinh thạch kia biến thành hai nửa. Hai tiểu chảo của Tiểu Bạch phân biệt cầm một nửa tử tinh thạch, giống như tranh công đưa tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, tiếp nhận tử tinh thạch mà Tiểu Bạch đưa tới, sau đó vuốt vuốt đầu nàng nói. Thật lợi hại. Nghe Dương Diệp khích lệ, sắc mặt Tiểu Bạch lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó hai móng ôm đôi má Dương Diệp không ngừng cọ cọ. Dương Diệp nhẹ nhẹ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi có thể cảm nhận được ở đây chỗ nào có bảo bối không? Tiểu Bạch nhìn bốn phía, cái mũi nhẹ nhàng hít hít, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, tiêu chảo chỉ xa xa. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, tay cầm hai nửa tử tinh thạch nuốt vào, sau đó thân hình khẽ động. Sở dĩ hắn kêu Tiểu Bạch ra, là vì Tiểu Bạch là thiên địa linh vật, đối với bảo vật có năng lực cảm ứng trời sinh, đặc biệt là đối với huyền khí. Hắn một người tìm nói, khẳng định tìm không lại những dòng binh đoàn kia, nhưng có Tiểu Bạch lại bất đồng. Có Tiểu Bạch, hắn có thể nhanh hơn người một bước, trực tiếp biết rõ ở đâu có bảo bối. Đây cũng là nguyên nhân phải ly khai phệ hồn dòng binh đoàn. Ở lại phệ hồn dòng binh đoàn, có lẽ an toàn một ít, nhưng hắn căn bản không có biện pháp khôi phục thực lực, bởi vì cho dù phệ hồn dòng binh đoàn tìm được bảo bối hoặc đá năng lượng gì, cũng sẽ không phân cho hắn. Hơn nữa Mục Thương Lan kia còn chuyên môn nhằm vào hắn, nếu hắn muốn khôi phục thực lực, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn thừa dịp loạn vụng trộm đi ra phệ hồn dòng binh đoàn, đương nhiên, vì sợ Mục Thương Lan kia quấy rối, lúc rời đi, hắn dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình. Hắn lấy Tiểu Bạch chỉ dẫn, Dương Diệp một đường tiến lên, bất quá lại cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh người. Hiện tại mặc dù hắn hơi có chút thực lực, nhưng vẫn cần ít xuất hiện một chút. Hiện tại, mục đích chính yếu nhất là tìm được bảo bối, đặc biệt là linh khí, trước tiên khôi phục tổn thương. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ở cách đó không xa, là một cung điện tàn phá, cao tới gần ngàn trượng, đỉnh cung điện phảng phất như bị người một kiếm tiêu diệt, bóng loáng trong như gương. Ở vị trí trung tâm cung điện, có ba chữ to, Hạo Nhiên Điện. Mà ở dưới mặt đất cung điện, thì là một khe hở dài rộng gần mấy trăm trượng, Dương Diệp nhìn lướt qua, dùng nhãn lực của hắn, vậy mà không thể nhìn thấy đáy. Dương Diệp khẽ nhíu mày, tông môn này trước kia trải qua cái gì? Vậy mà thảm như vậy. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ cung điện xa xa kia, tựa hồ bảo Dương Diệp đi nhanh. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn khởi hành, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, vội vàng ẩn giấu, rất nhanh, xa xa bay tới một nhân ảnh, một nam tử trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy cung điện, sắc mặt nam tử trung niên kia vui vẻ, thân hình khẽ động, bay đi. Nhưng nam tử trung niên kia vừa tới cửa cung điện, một đạo lôi điện đột nhiên từ trong cung điện bắn ra, oanh lên người nam tử trung niên. Hắn hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, sau đó không nhúc nhích. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nam tử trung niên kia là thánh giả cao cấp. Dĩ nhiên bị đập phát chết luôn. Trong cung điện có người. Dương Diệp lắc đầu, khẳng định không có người, bởi vì hắn không có cảm giác được khí tức sinh mệnh. Không có người, như vậy nói cách khác, có trận pháp. Có trận pháp liền đại biểu khả năng có tử tinh thạch. Bởi vì tử tinh thạch mới có thể duy trì trận pháp. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, thân hình hắn khẽ động, đi tới bên cạnh thi thể nam tử trung niên kia, tay phải khẽ vẫy, nạp giới trên tay lập tức bay đến trên tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức vui vẻ, bởi vì trong nạp giới của nam tử trung niên này có một viên tử tinh thạch cùng hơn 20000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch vào, đá năng lượng siêu phẩm thì bỏ vào trong nạp giới, không ngừng nuốt hoặc hấp thu, quá lãng phí thời gian. Cất kỹ đá năng lượng siêu phẩm, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước cửa cung điện, hắn không có chính diện tiến vào, mà chỉ dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, sau đó lại tăng thêm ám pháp tắc, để cho mình hóa thành một bóng đen chui vào trong đại điện. Tiến vào đại điện, Dương Diệp thi triển kiếm vực bao phủ toàn bộ đại điện, rất nhanh. Khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, thân hình khẽ động, đi tới một nơi hẻo lánh. Tại đó có một cột đá,
Đỗ Uông Diệp cong ngón bung ra, cột đá lập tức tiêu tán, hai viên tử tinh thạch lóe ra ánh sáng tím xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên đường cong, cầm lấy tử tinh thạch nuốt vào, sau đó lại đến ba nơi hẻo lánh khác, rất nhanh, sáu viên tử tinh thạch đến tay. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt sáu viên tử tinh thạch vào cơ thể, vòng xoáy thần bí lập tức xoay tròn, rất nhanh, những linh khí kia bị vòng xoáy thần bí hút đi, chỉ chốc lát, một tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy thần bí chảy ra, sau đó những tử khí này tự động tán nhập vào các nơi chữa trị thân thể. Cảm thụ được tử khí trong cơ thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể, trên mặt Dương Diệp không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thân thể chữa trị, hắn liền có lực tự bảo vệ mình. Địa phương quỷ quái này, so với linh giới còn không an toàn a. Đột nhiên, hắn nhướng mày, hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể, ở bốn phía trái tim của hắn, có ba sợi tơ màu đỏ thẫm. Tia vũ trụ. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống, hắn vậy mà quên cái đồ chơi này. Tuy hắn không biết tia vũ trụ rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa bây giờ xem ra còn giống như rất yên tĩnh, nhưng hắn biết rõ, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật đơn giản. Thực lực của đế nữ nghịch thiên, nhưng cũng bị nó làm cho trọng thương cảnh giới ngã xuống, này có thể là đồ chơi đơn giản sao? Dương Diệp trầm ngâm một lát, hắn bắt đầu thúc giục một tia tử khí tới gần tia vũ trụ, đúng lúc này, một tia vũ trụ trong đó đột nhiên nhúc nhích, vừa động, Dương Diệp liền co quắp ngã trên mặt đất, cả người như sốt cao run rẩy. May mắn lúc này, vòng xoáy thần bí đột nhiên cũng động. Sau khi vòng xoáy thần bí động, tia vũ trụ lập tức yên tĩnh lại, chỉ là chiếm giữ ở bốn phía sát lục chi tâm của Dương Diệp. Ước chừng qua một khắc, sắc mặt của Dương Diệp mới khôi phục bình thường. Hắn nhìn Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy lo lắng, mỉm cười nói. Không có việc gì. Tiểu Bạch bay đến trên bả vai hắn, Tiểu Trảo ôm cổ của hắn, đầu không có lấy đôi má của Dương Diệp. Dương Diệp nằm trên mặt đất, hồi tưởng một màn trước kia, trong mắt có vẻ kinh hãi, vừa rồi hắn vậy mà cảm giác mình phảng phất như muốn thần hồn câu diệt. Nếu như không phải vòng xoáy thần bí nhúc nhích, hiện tại hắn đoán chừng đã hóa thành hư vô rồi. Nhìn ba tia vũ trụ trong cơ thể, Dương Diệp hoảng sợ, hiện tại hắn biết rõ vì cái gì vòng xoáy thần bí không hút hoặc trực tiếp hủy diệt đối phương. Hiện tại vòng xoáy thần bí cũng trọng thương, đoán chừng dùng tình huống của nó hiện tại, cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt ba tia vũ trụ kia, bằng không thì, nó sớm trực tiếp hút đi, mà không phải trấn nhiếp. Dương Diệp cũng không dám đi trêu chọc tia vũ trụ rồi, hắn phát hiện, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, tia vũ trụ sẽ không trêu chọc hắn, cho dù những tử khí kia chảy qua trên người bọn nó cũng không phản kháng. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, lưu ở trong người, một cái không tốt, hắn sẽ bị chơi chết. Bất quá lúc này hắn không có biện pháp. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Tạm thời không đi quản tia vũ trụ. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực của mình, chút ít tổn thương ở trước ngực được hồng mông tử khí chữa trị, đã tốt không sai biệt lắm 5-6 thành. Lại nghỉ ngơi một hồi, Dương Diệp đứng dậy, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch trên bờ vai, nói khẽ. Hiện tại chúng ta đi đâu? Tiểu Bạch chỉ chỗ sâu trong đại điện, Dương Diệp không do dự, thân hình khẽ động lao đi. Càng đi, Dương Diệp càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện. Cái đại điện này vậy mà trong điện có điện, ở chỗ sâu trong đại điện, còn có rất nhiều tiểu điện, rất nhanh, hắn biến thành kinh hỉ, bởi vì hắn đi tới trước một gian tiểu điện tên là Thần Binh Các. Tiểu điện cũng có trận pháp, bất quá đã yếu đến cơ hồ có thể không cần tính. Tiến vào Thần Binh Các, con mắt Dương Diệp lập tức phát sáng. Bởi vì ở trong Thần Binh Các, có gần hơn 500 trụ thủy tinh, mà ở trong những trụ thủy tinh này, đều có một thanh huyền bảo, hơn nữa thấp nhất cũng là tuyệt phẩm. Phát tài. Tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, tay phải vung lên, những trụ thủy tinh kia ầm ầm vỡ vụn, một ít linh khí từ trong đó tản ra. Vũ khí tự nhiên cần linh khí bảo dưỡng, bằng không thì để vài vạn năm, coi như là thần khí chuẩn đế cấp sợ rằng cũng hóa thành cho tàn. Những linh khí kia tràn ra, Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp, linh khí đều chui vào trong bụng nàng, rất nhanh, 10 viên tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, cười nói. Ngươi là phúc tinh của ta. Xác thực, nếu như không có Tiểu Bạch, hiện tại hắn đoán chừng còn đi theo phía sau cái mông vệ hồn rong binh đoàn nghĩ làm sao sửa mái nhà dột. Tiểu Bạch bị Dương Diệp hôn một cái,
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, đương nhiên, nàng đỏ cũng không phải xấu hổ, mà vì trước kia chứng kiến Tử Điêu bị Dương Diệp hôn sẽ xấu hổ, cho nên nàng cũng đi theo xấu hổ. Sau khi bỏ hết tất cả vũ khí vào trong túi, Dương Diệp đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Tiểu Bạch chỉ thạch bích xa xa, Dương Diệp không chần chờ, cong ngón búng ra, kiếm khí kích xạ, thạch bích lập tức vỡ vụn, rất nhanh, một gian mật thất nhỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong thạch bích, có hai cây cột đá màu trắng, trong cột đá là một cây trường cung màu đỏ rực, chính giữa lưng cung là một đầu rồng dữ tợn, đầu rồng dương nanh múa vuốt, lộ ra hàm răng xâm lãnh, muốn nhắm người mà phệ. Mà ở hai bên đầu rồng, thì tựa như hai thân hình thần long bị kéo thẳng. Bên cạnh trường cung còn có hai mũi tên, Dương Diệp nhìn kỹ mới phát hiện, cái này vậy mà toàn bộ do long lân chế tạo. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào một hàng chữ dưới cột đá, hỏa long cung, chuẩn đế cấp, nếu có long hồn đế cấp phong ấn trong đó, có thể kích phát long lực, cung này liền thành đế cấp. Tay phải Dương Diệp vung lên, cột sáng màu trắng tiêu tán, hỏa long cung cùng mũi tên bị hắn thu vào, hắn đối với cung không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía cột đá khác. Nhìn thấy đồ vật trong cột sáng, con mắt Dương Diệp lập tức phát sáng lên. Bảo bối tốt, vừa vặn ta cần dùng. Dương Diệp có chút trầm ngâm, hắn cong ngón búng ra, cột sáng màu trắng ầm ầm nghiền nát, tay khẽ vẫy, hỏa long chiến quyền lập tức bọc ở trên tay hắn. Vừa tiến vào hai tay, hỏa long chiến quyền lập tức bộc phát ra hỏa diễm bao vây Dương Diệp, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hai cánh tay hắn lập tức hiện đầy long lân màu đỏ rực. Không chỉ như thế, đầu 10 ngón tay, còn đột nhiên nhiều ra 10 long trào đỏ rực, long trào rộng không đến một ngón tay, dài gần 50cm, so với đoạn kiếm bình thường thì dài hơn nhiều. Thứ tốt, Dương Diệp tâm niệm vừa động, 10 long trào lập tức rút về trong bao tay, sau đó hai cái bao tay biến ảo, biến thành một đôi bao tay che kín long lân thật nhỏ. 10 ngón tay của Dương Diệp bỗng nhúc nhích, không có một chút không khỏe. Bởi vì cái bao tay này đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp làm một thế. Trầm ngâm một cái chớp mắt, nắm tay phải của Dương Diệp mạnh mẽ chém ra. Suy, chỗ quyền qua, không gian xuất hiện vết rạn, tuy rất mảnh, nhưng xác thực là vết rạn. Bất quá cơ hồ cùng một lúc, không gian kia liền trực tiếp được chữa trị. Dương Diệp có chút kinh ngạc uy lực của hỏa long chiến quyền, càng kinh ngạc tốc độ chữa trị của không gian, phải biết thế giới này không có thiên đạo. Không có thiên đạo pháp tắc, cái không gian này do lực lượng gì chữa trị. Dương Diệp không có suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt rơi vào hỏa long chiến quyền trên tay, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười. Hỏa long chiến quyền với hắn mà nói, đặc biệt là đối với lực lượng nhục thể của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, hơn nữa hai tay có long lân bảo hộ, ngày sau thi triển giới hạn pháp tắc, hai tay cùng nắm đấm bị giới hạn cắn trả khẳng định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đại thu hoạch. Dương Diệp cười cười, thò tay vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó thối lui ra khỏi tiểu điện, đi đến tiểu điện kế tiếp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tiểu điện thứ hai, tiểu điện thứ hai là huyền kỹ điện, bất quá để cho hắn thất vọng là, bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có, tiểu điện thứ ba thứ tư y nguyên như thế. Không phải người khác nhanh chân đến trước, mà là những cột sáng cùng đồ đạc trong tiểu điện tựa hồ bị lực lượng gì phá hủy. Rất nhanh, Dương Diệp đến tiểu điện cuối cùng. Kỳ thật điện này không nhỏ, nhưng nếu so sánh với đại điện chung quanh mà nói, chỉ có thể coi là nhỏ hơn. Vừa mới đi vào, Dương Diệp lập tức sững sờ, bởi vì ở trước mặt hắn dĩ nhiên là ba chiếc đế vân hạm. Đế vân hạm, còn không phải đế vân hạm bình thường, Dương Diệp phát hiện, hai bên sườn của ba chiếc đế vân hạm còn có một đôi cánh cực lớn, trừ đó ra, ở bốn phía đế vân hạm còn có hai hàng pháo. Cái này hắn bái kiến. Lúc trước Bạch Tương giao cho hắn đế vân hạm thì có, bất quá đế vân hạm kia chỉ có một cái, mà ba chiếc đế vân hạm này có bốn cái. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, mới đầu hắn cũng thấy thế lực này khả năng không phải thế lực kim cương cấp, nhưng hiện tại xem ra, cái này vô cùng có khả năng là thế lực kim cương cấp. Hơn nữa, còn không phải thế lực kim cương cấp bình thường, đương nhiên, đây là dùng tiêu chuẩn linh giới đến xem. Thế giới này đã từng ở trong thiên giới. Ở đó võ đạo truyền thừa cùng với văn minh viễn siêu linh giới, nói cách khác, thế lực này theo như minh mục đại lục trước kia đến luật, khả năng cũng chỉ có thể xem bình thường. Đương nhiên, nếu như dựa theo minh mục đại lục hiện tại đến luật, như vậy khẳng định thuộc về siêu cấp. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là hắn buôn bán lời. Tay phải Dương Diệp vung lên,
ba chiếc đế vân hạm bị hắn thu vào trong không gian cổ sao. Nhìn thoáng qua bốn phía, Dương Diệp đi ra tiểu điện, sau đó nhìn về phía tiểu bạch tự nhiên minh bạch ý của hắn, tiểu chảo chỉ xa xa. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu bạch, nếu như không phải tiểu bạch, hắn muốn tìm tới nơi này, cơ bản không có khả năng, bởi vì nơi đây rất vắng vẻ, hắn phải vượt qua rồi nhiều núi nhỏ mới tìm tới. Đúng lúc này, Dương Diệp khẽ chau mày, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa nói. Không nghĩ tới có người đến rồi, xem ra ta phải nắm chặt thời gian. Nói xong thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ở xa xa. Dương Diệp vừa đi không bao lâu, một đám người đi tới chỗ trước kia Dương Diệp đứng, đám người này không phải người khác, đúng là Lang Hồn Rong binh đoàn. Lão đại, trong thần binh các có huyền khí chấn động, hiển nhiên có người đã tới qua, hơn nữa còn chiếm được đồ đạc. Đều là tạp chủng lâm tứ kia, phát hiện cung điện vậy mà không báo cho chúng ta biết, đáng đời hắn bị người chu sát. Bên cạnh Viên Phong, một nam tử trung niên trầm giọng nói. Sắc mặt Viên Phong âm trầm nói. Có lẽ đối phương còn chưa đi xa, truy. Nói xong, đoàn người Viên Phong biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại thương thế của hắn đã khôi phục thất thất bát bát, phía dưới coi như có đế giả hắn cũng có thể liều mạng. Rất nhanh, Dương Diệp xâm nhập dưới nước gần hơn 3.000 trượng. Khi nhìn thấy một màn dưới nước, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Ở phía dưới hắn, là một trận pháp cực lớn, ở trong trận pháp, có một tiểu long dài ước 200 trượng màu trắng. Lúc này tiểu long màu trắng nằm sấp trên mặt đất, hai mắt khép hờ, đang ngủ say. Linh mạch. Nhìn thấy tiểu long màu trắng, con mắt Dương Diệp lập tức phát sáng, tiểu bạch trên bả vai hắn cũng như thế, muốn há mồm hút, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Linh mạch phân linh mạch hạ phẩm, linh mạch trung phẩm, linh mạch thượng phẩm, linh mạch tiên phẩm, linh mạch tuyệt phẩm, trong đó, linh mạch tuyệt phẩm tốt nhất. Mà linh mạch trước mắt tuy chỉ có thể coi là linh mạch thượng phẩm. Nhưng ở Minh Ngục Đại Lục linh khí khô kiệt, trình độ chân quý không chút nào thua linh mạch tiên phẩm ở linh giới. Để cho tiểu bạch hấp thu tuy có thể có rất nhiều tử tinh thạch, nhưng cái này tương đương với mổ gà lấy trứng, linh mạch này, hắn giữ lại có chỗ hữu dụng khác. Dương Diệp đi tới trước mặt Bạch Long, tay phải đặt ở trên phù văn vừa hiện ra hào quang sáng chói đã bị tiêu vong pháp tắc trong tay Dương Diệp hóa thành hư vô. Khi phù trận hóa thành hư vô, một cỗ linh khí cực kỳ khủng bố tản ra, cũng may đều bị kiếm ý cùng sát ý hư vô cảnh của Dương Diệp trấn áp lại. Lúc này, Bạch Long tỉnh. Bất quá Bạch Long vừa mới tỉnh, đã bị kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh của Dương Diệp trấn áp. Bạch Long nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy cầu xin. Ở chỗ này, nó ít nhất bị trấn áp mấy vạn năm. Linh mạch cũng có thể phát triển, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có linh khí hấp thu. Tuy chúng có thể tăng phục một phương linh khí, nhưng nếu như không có linh khí hấp thu, chúng cuối cùng sẽ tử vong. Mà Bạch Long kia sở dĩ đến bây giờ vẫn tồn tại, là vì bị trận pháp phong ấn, nó phát ra linh khí không cách nào tiết ra ngoài, bởi vậy nó xem như tự cung tự cấp. Tiểu Bạch chỉ Bạch Long, sau đó lại nhẹ nhàng sờ lên đôi má Dương Diệp, giống như thay Bạch Long cầu tình. Chứng kiến Bạch Long, nàng nghĩ tới mình. Khi đó, nàng cũng bị Thiên Lang Vương nhốt thật nhiều năm. Dương Diệp nói, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi phải nghe ta, được không? Bạch Long gật đầu, có thể nhỏ đi hay không? Dương Diệp hỏi, Bạch Long lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một tiểu Bạch Long giống như tiểu Bạch, bất quá hắn tựa hồ rất sợ tiểu Bạch, không dám tới gần nàng. Tuy đều xem như linh vật trong thiên địa, nhưng tiểu Bạch là chuyên môn dựa vào ăn linh khí phát triển, mà linh mạch bọn hắn có thể nói là sinh vật linh khí tinh thuần nhất trên thế giới này rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đừng sợ, nàng sẽ không hút ngươi. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, lại nhìn Tiểu Bạch Long, sau đó há to miệng, sắc mặt Tiểu Bạch Long đại biến, vội vàng chạy tới trong ngực Dương Diệp, thân thể lạnh run. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại ngậm miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười. Khóe miệng Dương Diệp co lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Nó rất nghe lời, người cũng đừng dọa nó. Về sau gặp được không nghe lời, người lại hút, được không? Tiểu Bạch gật đầu nhỏ, đầu cọ sát đôi má của Dương Diệp, một bộ ngươi nói tính toán. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch Long vào không gian của Tử Điêu, hắn nói. Hấp những linh khí ở xung quanh đi. Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, sau đó chỉ miệng Dương Diệp. Người nói là để cho ta hút.
Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, hiện tại tuy thương thế của hắn khôi phục thất thất bát bát. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tất cả hồng mông tử khí trong cơ thể đều bị dùng để chữa trị thân thể, bởi vậy huyền khí trong cơ thể cơ hồ không có. Tuy thân thể hắn cường hãn, nhưng nếu như gặp được cường địch chính thức, vẫn cần dùng kiếm, mà sử dụng kiếm, dĩ nhiên là cần huyền khí. Dương Diệp ngồi xếp bằng, linh khí chung quanh đậm đặc, cơ hồ đạt tới thực chất hóa, còn rất nhiều, nếu để cho Tiểu Bạch hấp thu, ít nhất có thể có mấy ngàn viên tử tinh thạch. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu thúc giục vòng xoáy thần bí, khi vòng xoáy thần bí xoay tròn, thân thể Dương Diệp như một cái lỗ đen, linh khí chung quanh lập tức chui vào trong cơ thể hắn, sau đó một tia hồng mông tử khí đi tới trong cơ thể Dương Diệp. Thời gian dần trôi qua, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, nước ở chung quanh bắt đầu sôi trào kịch liệt lên. 15 phút sau, khí tức trên người Dương Diệp mạnh hơn. Cả con sông nước bắt đầu bốc hơi. Hơn nữa là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bốc hơi. Sau nửa canh giờ, cả con sông đã biến mất. Lúc này, người của Lang Hồn Dòng binh đoàn xuất hiện ở cách đó không xa. Bọn họ là bị nước sông động tĩnh hấp dẫn đến. Khi chứng kiến Dương Diệp, đám người Viên Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được Dương Diệp ở đây. Sau khi phục hồi tinh thần lại, một thành viên Phệ Hồn Dòng binh đoàn muốn tiến lên giết Dương Diệp. Nhưng hắn bị Viên Phong ngăn lại. Thấy được không, hắn xung kích thánh giả. Khóe miệng Viên Phong nổi lên dáng tươi cười. Nghe vậy, tên dòng binh đoàn kia con mắt sáng ngời nói. Lão đại ý là để cho hắn đột phá thánh giả lại giết hắn bạo linh khí. Tiểu tử này thiên phú thật tốt, thành thánh không là vấn đề, mà hắn đạt tới thánh giả, nếu như chúng ta giết chết hắn, ít nhất có thể tuôn ra 5 viên tử tinh thạch. Viên Phong nhàn nhạt nói. Mà bây giờ giết hắn, một cọng lông cũng không có. Cho nên chờ hắn thành thánh. Nghe vậy, thành viên Phệ Hồn Dòng binh đoàn còn lại vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thành thánh. Kỳ thật Dương Diệp căn bản không có ý nghĩ này, bởi vì đế nữ từng đã nói với hắn, chờ trụ cột ổn định lại thành thánh. Bởi vậy, theo như tính toán của hắn là trước ổn định trụ cột, sau đó mới xung kích thánh giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, giờ khắc này. Hắn lại sắp thành thánh rồi. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật chỉ có thể nói là nước chảy thành sông. Hắn ở bán thánh cao cấp quá lâu, đã tích xúc tới trình độ nhất định rồi. Giống như một chén nước, khi nước rót đầy, nó sẽ tự động tràn ra, cho dù Ly không muốn, cũng không thể làm gì được. Hiện tại hắn là thuộc về loại tình huống này. Mới đầu Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng vấn đề trụ cột sẽ ảnh hưởng tương lai, nhưng hắn nghĩ nghĩ. Liên không đi lo lắng vấn đề này nữa. Bán thánh có thể vững chắc trụ cột, thánh giả cũng có thể vững chắc trụ cột. Hơn nữa, vấn đề trụ cột của hắn cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhất là gần đây, vì vững chắc trụ cột, hắn đã áp chế cảnh giới của mình rất lâu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như ở linh giới xung kích thánh giả, sẽ đưa tới thiên đạo chi nhãn. Mà ở Minh Ngục Đại Lục, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Hắn cần phải làm là cố gắng hấp thu linh khí, sau đó xung kích bán thánh đến thánh giả. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn đám người Viên Phong, sau đó Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp, lại chỉ đám người Viên Phong, cuối cùng chỉ xa xa. Đây là đang bảo bọn hắn đi nhanh lên. Tiểu Bạch hơi nhát gan, nhưng nàng không ngốc, nàng bái kiến thực lực của Dương Diệp, biết rõ Dương Diệp lợi hại, mà đám người Viên Phong ở nàng xem ra, nhất định là không lợi hại bằng Dương Diệp. Cho nên nàng xuất phát từ hảo ý để cho đám người Viên Phong tranh thủ thời gian ly khai, bởi vì nếu như không ly khai, đợi lát nữa khẳng định không ly khai được rồi. Nàng không phải lo lắng đám người Viên Phong có chết hay không, nàng là có chút sợ Dương Diệp biến thành huyết nhân. Trước kia Dương Diệp biến thành huyết nhân, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng giết, thật đáng sợ. Đám người Viên Phong tự nhiên không rõ ý tứ của Bạch Tiểu Bạch, dù xem hiểu, khẳng định cũng sẽ bỏ qua. Nhìn thấy đám người Viên Phong còn không đi, Tiểu Bạch có chút nổi giận. Nàng nhìn hằm hằm đám người Viên Phong, Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp, sau đó chỉ đám người Viên Phong. Đại ca, có phải Tiểu Bất Điểm này ngốc hay không? Bên cạnh Viên Phong, một nam tử trung niên hỏi. Viên Phong nhìn thoáng qua Tiểu Bạch nói. Nó đang cầu chúng ta buông tha chủ nhân của nó. Thì ra là thế. Trung niên nhân kia nhìn Tiểu Bạch nói. Nhìn không ra.
tiểu gia hỏa này còn rất trung tâm, vậy mà đến loại thời điểm này còn bất ly bất khí, còn xin chúng ta tha cho chủ nhân của nó, được đó. Yêu thú, có khi so với người muốn trung tâm. Viên Phong nhàn nhạt nói. Viên Phong tựa hồ có hàm ý khác, nam tử trung niên kia không dám nói tiếp. Trong tràng, nhìn thấy đám người Viên Phong thờ ơ, Tiểu Bạch cũng không vung chảo nữa. Nàng hung giữ chừng đám người Viên Phong, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Nàng là không thích Dương Diệp biến thành huyết nhân. Khí tức trên người Dương Diệp càng ngày càng mạnh, mới đầu đám người Viên Phong còn không cảm thấy thế nào, nhưng đến bây giờ, khí tức kia vậy mà tạo thành một tia uy áp với bọn họ, cái này làm cho bọn hắn không thể không phóng ra khí thế của mình đến chống cự. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì khí tức trên người Dương Diệp đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, một ít thành viên thực lực yếu kém của Lang Hồn Dòng binh đoàn để kháng không nổi khí thế của Dương Diệp. Tiểu tử này là xung kích thánh giả, hay xung kích bán đế? Bên cạnh Viên Phong, trung niên nhân kia nhìn Dương Diệp, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Cái này không phải rất tốt sao? Viên Phong cười lạnh nói. Hắn gây ra động tĩnh càng lớn, chứng minh hắn thành thánh thực lực càng mạnh, mà hắn càng mạnh, chúng ta giết hắn, tuôn ra linh khí càng nhiều. Gọi các huynh đệ chú ý một chút, phong tỏa không gian bốn phía, ngự kiếm thuật của tiểu tử này rất mạnh, đừng làm cho hắn lẻn đi. Nghe vậy, các thành viên Lang Hồn Dòng binh đoàn vội vàng gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, đi tới bốn phía Dương Diệp, vây Dương Diệp lại, cùng lúc đó, mọi người bắt đầu gia cố không gian xung quanh Dương Diệp. Mà trong tràng, Dương Diệp như trước hai mắt nhắm nghiền. Sau nửa canh giờ, thần sắc đám người Viên Phong ngưng trọng lên, bởi vì trên người Dương Diệp phát ra khí tức quá kinh khủng. Trong tràng một ít thánh giả đã không chịu nổi uy áp trên người Dương Diệp, nhao nhao lui ra. Mọi người như xem quái vật nhìn Dương Diệp, đây quả thật là xung kích thánh giả. Bọn họ đều là thánh giả, nhưng lúc trước khí tức của bọn hắn cũng không khủng bố như vậy. Lông mày của Viên Phong cũng nhíu lại, bởi vì cái này có chút không bình thường. Này đâu như xung kích thánh giả, cái này có điểm giống xung kích bán đế a. Tay phải Viên Phong chậm rãi nắm lại, lúc này, trung niên bên cạnh hắn đột nhiên nói. Lão đại, tiểu tử này có chút tà môn. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, động thủ đi. Viên Phong do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đừng giết, trước phế bỏ hắn. Trung niên kia nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Khi đi vào trước mặt Dương Diệp, trung niên kia thò tay chộp tới. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, cổ khí tức kinh khủng này trực tiếp chấn trung niên đã đạt tới thánh giả cao cấp lui mấy trăm trượng. Mọi người biến sắc. Lúc này, Dương Diệp mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên, bỏ qua mọi người, hai đấm Dương Diệp nắm chặt, tham lam hít sâu một hơi nói. Thánh giả, rốt cục đến thánh giả rồi. Nói xong, hắn bỗng vận động thân thể, cả người phát ra từng âm. Thanh đùng đùng, mà không gian chung quanh hắn thì phát ra từng tiếng xé vải. Cảnh giới tăng lên, hắn không chỉ thân thể tăng lên, thực lực cũng tăng lên. Hiện tại, bán đế bình thường đối với hắn đã hoàn toàn không có uy hiếp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Viên Phong, sau đó thò tay ngoéo một cái. Hiện tại, hắn cần một đối thủ luyện tay. Nhìn thấy động tác của Dương Diệp, sắc mặt Viên Phong lập tức âm trầm lên, đây là đang khiêu khích a. Hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, đột nhiên, thân hình hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt. Dương Diệp, sau đó một quyền oanh về phía Dương Diệp. Quyền ra, khí thế bán đế như đại sơn áp đỉnh, làm cho không gian chung quanh Dương Diệp có chút vặn vẹo. Bành! Một thanh âm trầm đục vang lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Viên Phong bị chấn lùi lại gần ngàn trượng. Mọi người sửng sốt, trong đầu đầy nghi hoặc. Mà Viên Phong thì hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Viên Phong nhìn cánh tay phải còn đang run rẩy của mình, sau một khắc. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa mãnh liệt bắn ra, lúc này đây, trong tay hắn nhiều hơn một thanh đoản đao. Đi vào trước mặt Dương Diệp, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, cả người bắn lên, sau đó từ trên cao mạnh mẽ bổ xuống một phát. Lúc này đây, hắn hiển nhiên không có giữ lại. Keng! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó trong tràng tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một bên bọn người Phệ Hồn Dòng binh đoàn con mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng,
không thể tưởng tượng nổi nhìn qua. Bởi vì Viên Phong lại bị oanh bay ngược về tại chỗ, đoạn đao trong tay hắn chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Sát! Lúc này, một người lang hồn rong binh đoàn đột nhiên quát, sau đó người lang hồn rong binh đoàn ở chung quanh thân hình khẽ động, muốn vây giết Dương Diệp. Dừng tay! Lúc này, thanh âm của Viên Phong đột nhiên vang lên. Những thành viên lang hồn rong binh đoàn kia lập tức ngừng lại. Viên Phong nhìn về phía Dương Diệp nói. Các hạ, là lang hồn rong binh đoàn ta có mắt không tròng mạo phạm các hạ, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Mặc dù chỉ giao thủ hai hiệp, nhưng hắn biết rõ, đối phương muốn đi, hắn căn bản không làm gì được. Mà thực lực đối phương nghịch thiên như thế, hậu trường khẳng định cực kỳ khủng bố, một khi đối phương đào tẩu, đến lúc đó lang hồn rong binh đoàn khả năng sẽ bị xóa tên. Hòa giải, đây là lựa chọn cuối cùng của lang hồn rong binh đoàn. Dương Diệp cười nhẹ, hắn đi đến trước mặt Viên Phong nói. Không tệ, rất có nhãn lực, cũng rất biết xem xét thời thế, đáng tiếc, trong lòng ngươi còn có may mắn. Ta nghĩ, ở trong lòng ngươi nhất định là nghĩ như vậy, một khi ta không đáp ứng, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ta, đúng không? Viên Phong không nói gì, chỉ là hai tay chậm rãi nắm lại. Dương Diệp nhìn Viên Phong nói. Đi theo ta lăn lộn, bằng không thì, tất cả người lang hồn rong binh đoàn ở chỗ này đều phải chết. Đi theo một thánh giả lăn lộn. Nghe Dương Diệp nói, mọi người trong tràng lập tức giận không thể nuốt, trong đó một nam tử tay cầm trường đao chỉ vào Dương Diệp, cả giận nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vậy mà. Đột nhiên, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, tay Dương Diệp bóp cổ họng của hắn, hơn nữa nhấc hắn lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bị Dương Diệp chảo chính là thánh giả cao cấp A. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trong nội tâm tất cả mọi người đều lặng yên lan tràn ra một tia hoảng sợ. Nhìn người trong tay sắc mặt đã bắt đầu phát tím, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ buông tay, đối phương rơi trên mặt đất. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Viên Phong nói. Tuy các ngươi nhiều người, nhưng nói thật, nhiều người với ta mà nói một chút ý nghĩa cũng không có. Muốn giết các ngươi, thật sự không cần phí khí lực quá lớn, kể cả ngươi. Ta có chút không tin. Viên Phong nói. Lúc trước tuy hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn không có chính thức hết toàn lực. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay trái khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, tay phải đưa về phía trước. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay phải, sau đó huyết kiếm vào vỏ, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, cùng lúc đó, kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên. Khi sát ý hư vô cảnh xuất hiện, trong tràng lập tức biến thành huyết hồng, tựa như tận thế tiến đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Viên Phong nói. Một kiếm này, người tiếp không? Tiếp hay không tiếp? Trong trang tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người ở chỗ này cũng không phải kẻ yếu, khi Dương Diệp cắm kiếm vào vỏ kiếm, bọn hắn liền cảm nhận được nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trong trang không có người có lòng tin có thể tiếp một kiếm này, kể cả Viên Phong. Lúc này, sắc mặt Viên Phong trầm thấp như nước, hai đấm nắm chặt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cố sao cùng kiếm trong tay Dương Diệp. Trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này sẽ để cho hắn vẫn lạc. Trầm mặc hồi lâu, trên mặt Viên Phong chảy ra mồ hôi. Lại sau một lúc lâu, tay Viên Phong chậm rãi nới lỏng ra. Các hạ ngút trời kỳ tài, Viên Hỗ tự nhận không địch lại. Mọi người chung quanh trầm mặc. Mất mặt sao? Không, không có người cảm thấy mất mặt, tuy kiếm không ra, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được một kiếm kia cường đại. Một kiếm kia, tuyệt đối có thể chảm bán đế. Dương Diệp thu khí thế lại. Theo ta lăn lộn không? Dương Diệp tự nhiên minh bạch ý tứ của Viên Phong, đối phương muốn biết dụng ý của hắn thu phục lang hồn rong binh đoàn, là muốn chơi đùa, hay có đại mưu. Nếu như chỉ là chơi đùa, cho dù hiện tại đối phương không phản đối, ngày sau khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ly khai, nhưng nếu có đại mưu, đối phương muốn biết cùng hắn lăn lộn có tiền đồ hay không. Dương Diệp nhìn thoáng qua người lang hồn rong binh đoàn, cuối cùng hắn đi tới trước mặt Viên Phong, sau đó vỗ vỗ trước ngực mình. Lập tức, Tiểu Bạch Long xuất hiện ở trước mặt Viên Phong. Mọi người chung quanh sững sờ, không hiểu ý tứ của Dương Diệp. Nhưng đồng tử của Viên Phong bỗng nhiên co rụt lại, người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết. Đây là linh mạch A,
hơn nữa còn là một linh mạch tiên phẩm. Những dòng binh đoàn bọn hắn cả đời hành tẩu ở bên ngoài, làm như vậy là vì cái gì? Linh khí. Bởi vì không có linh khí, mọi người không cách nào tăng thực lực lên, nếu như không thể tăng thực lực lên, mọi người cuối cùng sẽ hao hết tuổi thọ vẫn lạc. Có thể nói, linh khí là mạng của mọi người, mà nếu có một linh mạch, bọn hắn có thể không cần ở bên ngoài liều sống liều chết, mà như một đạo hai tông ba thành kia kiến thế lực của mình, hảo hảo phát triển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi cường đại. Bằng không thì, lấy cái gì bảo vệ linh mạch? Viên Phong nhìn thoáng qua Dương Diệp ở trong mắt Viên Phong càng thêm thần bí. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại có được loại linh mạch tiên phẩm này. Hắn đến tột cùng là ai? Viên Phong không hỏi, hắn không ngốc. Trầm ngâm một lát, Viên Phong nói. Lấy thực lực của chúng ta, khả năng. Dương Diệp minh bạch ý tứ của Viên Phong, lập tức cười nói. Tăng thêm ta còn có người phía sau ta thì sao? Nghe vậy, Viên Phong không chần chờ nữa, lập tức nhìn Dương Diệp ôm quyền nói. Viên Mẫu nguyện ý đi theo các hạ lăn lộn. Tuy Dương Diệp mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một người, đây cũng là nguyên nhân Viên Phong lo lắng, nhưng bây giờ nghe Dương Diệp nói đằng sau còn có người, hắn lập tức không chần chờ. Dương Diệp nghịch thiên như này, như vậy người phía sau hắn sẽ kinh khủng cỡ nào? Đối với Viên Phong mà nói, hiện tại Dương Diệp tương đương với một cái đùi. Nhìn thấy Viên Phong như vậy, những người lang hồn dòng binh đoàn kia do dự một chút, sau đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói. Từ giờ phút này, chúng ta là kiếm minh, ta gọi Dương Diệp, các ngươi ở bên ngoài xưng ta kiếm chủ là được. Bái kiến kiếm chủ. Mọi người thi lễ, cùng kêu lên nói. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, mình bây giờ uy tín còn chưa đủ để khiến những người này thiệt tình thần phục, bất quá không sao, hắn có lòng tin có thể làm cho những người này thiệt tình thần phục hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt híp híp, linh giới, hắn là phải đi về, nhưng một người trở về sao được. Song quyền nan địch tứ thủ a. Phải kiếm thêm giúp đỡ mới được. Kiếm chủ, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Lúc này, Viên Phong đột nhiên hỏi. Hắn là một người thông minh, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào. Dương Diệp thu hồi ánh mắt nói. Ngươi có ý kiến gì không? Viên Phong có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chắc hẳn kiếm chủ đã nhận ra, tông môn này vô cùng có khả năng thuộc về thế lực kim cương cấp, nói cách khác, ở đây rất có thể có linh mạch tuyệt phẩm. Mà một khi có linh mạch tuyệt phẩm, người của một đạo hai tông ba thành tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại tận thế thành cách nơi này gần nhất khả năng đã biết được tin tức. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Viên Phong nói, tận thế thành làm việc hung hăng càn quấy bá đạo, một khi biết rõ nơi này là thế lực kim cương cấp, bọn hắn nhất định sẽ thanh tràng. Cho nên chúng ta phải mau chóng vơ vét, sau đó tranh thủ ở trước khi cường giả của bọn hắn đến ly khai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch lập tức xông ra. Khi Tiểu Bạch đi ra, Tiểu Bạch Long vội vàng hóa thành một đạo bạch mang chui vào trước ngực Dương Diệp. Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ đám người Viên Phong, nhìn Dương Diệp, giống như đang hỏi tại sao những người này chưa chết. Ở dưới tử điêu tôi luyện, thú ngữ của Dương Diệp cơ hồ là max level, hắn làm sao không hiểu ý tứ của Tiểu Bạch. Lập tức cười vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Về sau nói cho người biết, tới, người xem, ở đâu còn có bảo bối. Viên Phong. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo chỉ cái trán của mình, hiện tại, nàng cũng học nói điều kiện rồi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm Tiểu Bạch nhẹ nhàng hôn nàng một cái, sau đó nói. Có thể đi à nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đỏ lên nhẹ gật đầu, sau đó cái mũi nhẹ nhàng hít hít, qua hồi lâu, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, sau đó chỉ xa xa, trong mắt vậy mà còn mang theo một tia hưng phấn. Oanh! Đúng lúc này. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ sơn mạch run lên kịch liệt, sau đó đám người Dương Diệp cảm nhận được một cỗ linh khí nồng đậm. Là linh mạch tuyệt phẩm. Đám người Viên Phong kích động, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía Dương Diệp, đợi Dương Diệp ra lệnh. Nhưng Dương Diệp lại nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Còn có địa phương khác có bảo bối hay không? Không cần tốt như vậy, bình thường cũng được. Tiểu Bạch hít hít cái mũi, Tiểu Trảo lại phân biệt chỉ mấy phương hướng. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn địa phương đầu tiên, là địa phương có linh mạch tuyệt phẩm kia.
Dương Diệp nhìn về phía Viên Phong nói. Vừa rồi nàng chỉ phương hướng nhớ kỹ không? Các ngươi theo mấy phương hướng này siêu tầm, có thể lấy thì lấy, nếu như không thể lấy, vậy thì lập tức ly khai. Viên Phong không nói gì, một trung niên bên cạnh hắn nhịn không được nói. Kiếm chủ, đây chính là linh mạch tuyệt phẩm A. Ngươi có mệnh tranh giành sao? Dương Diệp nhìn về phía trung niên kia nói. Ngươi tranh qua tuyết sư dòng binh đoàn sao? Ngươi tranh qua phệ hồn dòng binh đoàn sao? Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều tán tu cùng với dòng binh đoàn, ngươi tranh qua bọn hắn sao? Trung niên nhân kia do dự một chút nói. Trước kia không được, nhưng hiện tại đã có kiếm chủ, chúng ta có cơ hội rất lớn. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Là có cơ hội, nhưng các ngươi nói, các ngươi sẽ chết bao nhiêu người? Ta biết rõ, các ngươi đều là ở bên ngoài lăn lộn, nhiều khi không sợ chết. Nhưng đáng giá sao, trong mắt của ta, chết ở chỗ này, một chút cũng không đáng. Hơn nữa, cho dù chết rất nhiều người, cũng không nhất định có thể có được linh mạch tuyệt phẩm. Đã như vậy, vì sao không thừa dịp tất cả mọi người tranh đoạt linh mạch tuyệt phẩm, chúng ta đi địa phương khác vơ vét bảo vật. Mọi người trầm mặc. Lúc này, Viên Phong nhẹ gật đầu nói. Kiếm chủ nói đúng, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh rồi. Những thần vật kia, đừng nói chúng ta có thể đạt được hay không, dù nhận được. Sợ là chúng ta cũng sẽ thành mục tiêu công kích, đã như vậy, còn không bằng đi vơ vét bảo vật khác, ít nhất mệnh vẫn còn. Dương Diệp gật đầu nói. Đi thôi, sau khi kết thúc, ở bên ngoài chờ ta. Viên Phong nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, quay người mang theo mọi người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Viên Phong, sau đó thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, bên cạnh Viên Phong, tên nam tử trung niên kia trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta thật sự muốn cùng hắn lăn lộn sao? Viên Phong dừng bước lại quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia nói. Hắc tử, về sau chúng ta chỉ có một lão đại, chính là kiếm chủ, người nhớ kỹ cho ta. Vâng. Hắc tử muốn nói cái gì, nhưng Viên Phong lại khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Ta nói với Hắc tử, cũng là nói với các ngươi. Nếu như ai dám nói loại lời tương tự này, đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ. Mọi người thấy Viên Phong nghiêm túc, liền không dám nói thêm cái gì, vội vàng nhẹ gật đầu. Viên Phong thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Mọi người khả năng quên, nhưng hắn không quên. Trước kia Dương Diệp thi triển hai loại ý cảnh hư vô, có một loại là sát ý hư vô cảnh A. Sát ý hư vô cảnh. Người lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh sẽ là một người lương thiện sao? Loại người này, hơn phân nửa đều là tâm ngoan thủ lạt, làm việc quyết đoán. Nếu như bọn hắn có người phản bội, bị phát hiện, đối phương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta đây là tốt cho các ngươi. Viên Phong trầm giọng nói. Chúng ta đã nói cùng hắn lăn lộn, vậy thì một lòng theo hắn, cái khác trước hết đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người nhẹ gật đầu. Viên Phong không nói chuyện, mang theo mọi người lao đi. Cùng đám người Viên Phong phân biệt, Dương Diệp tiến đến phương hướng có linh mạch tuyệt phẩm. Hắn có hai mục đích, một là vì Nam Xương, linh mạch tuyệt phẩm xuất hiện, phệ hồn dòng binh đoàn nhất định sẽ tới. Khi đó, Nam Xương khẳng định gặp nguy hiểm. Thứ hai hắn muốn nhìn một chút có cơ hội đạt được linh mạch tuyệt phẩm hay không. Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một hạp cốc không phải tự nhiên hình thành, mà phảng phất như bị lực lượng gì bổ ra. Không phải kiếm, nếu như là kiếm làm, Dương Diệp tự nhiên có thể nhìn ra. Ở trong hạp cốc, có một bạch long dài mấy ngàn trượng, vô số linh khí từ trong đó tràn ngập ra. Bất quá lúc này bạch long bị mấy chục dây thừng màu vàng gắt gao trói buộc. Ở bốn phía bạch long có vô số người, trong đó có tuyết sư dòng binh đoàn, còn có phệ hồn dòng binh đoàn. Tất cả mọi người đều nhìn bạch long, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Mà lúc này, Dã Lưu Vân cùng tuyết sư dòng binh đoàn Mặc lão, còn có hai lão giả rằng co, mấy người tựa hồ đang thương lượng cái gì, nhưng hào khí có chút khẩn trương. Dương Diệp bỏ qua những người này, liếc nhìn xung quanh. Rất nhanh, hắn thấy được Nam Xương, thân hình khẽ động, đi tới bên cạnh Nam Xương. Là ngươi. Nam Xương chứng kiến Dương Diệp, kinh ngạc nói. Như thế nào, thật bất ngờ. Dương Diệp cười nói. Ngươi không phải chạy thoát sao? Tại sao lại trở về? Nam Xương hỏi. Lo lắng ngươi, cho nên trở lại rồi. Dương Diệp cười nói.
Nam Xương hơi sững sờ, sau đó nàng có chút cúi đầu, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, khẽ hừ một tiếng nói. Cốc Lam nói, lúc đàn ông các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, là có mục đích bất lương. Nói xong, cổ tay nàng khẽ động, trong tay nhiều ra hai viên tử tinh thạch, sau đó nhét vào trong tay Dương Diệp nói. Đây là ta vừa mới phân được, chỉ có bấy nhiêu. Ngươi cầm đi nhanh đi, về sau đừng đến nữa, Thương Lan tỷ sẽ giết ngươi. Còn có, về sau đừng khoác lác, cũng đừng lừa gạt nữ hài tử. Dương Diệp. Nhìn hai viên tử tinh thạch trong tay hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Nam Xương, cười nói. Ngươi biết ta lừa ngươi, vì cái gì còn cho ta tử tinh thạch? Nam Xương nghĩ nghĩ, sau đó nói, xem ngươi đáng thương a. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nói. Nhà đầu ngươi, ngươi đi nhanh đi, nếu Thương Lan tỷ biết ta cho người tử tinh thạch. Nàng khẳng định sẽ giết người, nàng, tính tình nàng có chút nóng nảy. Nam Xương nói khẽ, tính tình của ta cũng không được khá lắm. Dương Diệp cười nói, ngươi lại đánh không lại nàng. Nam Xương chừng Dương Diệp nói, thực lực không tốt, tính tình phải tốt một chút, biết không? Dương Diệp cười cười, sau đó ánh mắt quăng đến trên người Mục Thương Lan, chiếc nhẫn của hắn còn ở trên người nữ nhân này, chiếc nhẫn kia là đế nữ cho hắn, sao có thể làm mất? Hắn đến rồi. Đúng lúc này, Nam Xương đột nhiên chỉ xa xa thất thanh nói. Đến rồi, đang muốn đi qua chào hỏi, lúc này, Nam Xương lại đột nhiên giữ chặt tay của hắn bỏ chạy. Dương Diệp. Rất nhanh. Nam Xương kéo tay Dương Diệp đi tới sau lưng đám người Mục Thương Lan, Mục Thương Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Xương, rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua Viên Phong xa xa. Chứng kiến Viên Phong, Mục Thương Lan khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Nguyên lai là bị đuổi giết trở về. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía tay Dương Diệp, ở trong tay Dương Diệp, là tử tinh thạch mà vừa rồi Nam Xương cho hắn. Nhìn thấy hai viên tử tinh thạch này, trong mắt Mục Thương Lan lóe lên sát ý, nhưng không có động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu. Nam Xương nhìn thấy Mục Thương Lan không có ý tứ động thủ, lập tức thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía Viên Phong vẫn còn đi tới. Ngươi đừng sợ, có Thương Lan tỷ ở đây, tên kia không dám sằng bậy đâu. Nam Xương an ủi Dương Diệp. Nhìn Nam Xương, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp. Cười nhẹ, không nói gì. Viên Phong đi về phía Dương Diệp, lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Viên Phong đi về phía Dương Diệp, lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Huyền khí truyền âm. Viên Phong sững sờ, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Mục Thương Lan nói. Giết ai? Mục Thương Lan quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lại huyền khí truyền âm. Hắn. Viên Phong. Lúc này, thanh âm của Mục Thương Lan vang lên trong đầu Viên Phong. Đợi tí nữa ta sẽ rời đi thoáng một phát, ngươi thừa cơ động thủ, yên tâm, phệ hồn dòng binh đoàn cùng người của ta sẽ không ngăn trở ngươi. Tuy chính nàng cũng có thể giết, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng cảm tình giữa nàng cùng Nam Xương, nàng không muốn vì một nam nhân ảnh hưởng tình cảm tỉ muội bao lâu. Ngươi có bệnh. Lúc này, Viên Phong đột nhiên nhìn về phía Mục Thương Lan, lúc này đây, hắn không có huyền khí truyền âm, bởi vậy người chung quanh đều nghe được. Ánh mắt mọi người nhao nhao quăng qua. Mục Thương Lan cau mày, nhưng Viên Phong lại mặc kệ nàng, trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Mục Thương Lan, nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Kỳ thật hắn cùng với Dương Diệp tầm đó, không cần phải chơi loại lễ nghĩa này, nhưng hắn là người thông minh. Biết rõ ở loại trường hợp này nên làm như thế nào. Dương Diệp bỏ qua đám người Mục Thương Lan cùng Nam Xương kinh ngạc, nhìn Viên Phong nói. Sao ngươi lại tới đây? Viên Phong nói. Kiếm chủ không để cho bọn họ tới, là vì thực lực bọn hắn yếu, đến chỉ có thể hy sinh vô vị, nhưng ta có thể giúp kiếm chủ một chút. Nhiều người, nhiều chiếu ứng. Kiếm chủ yên tâm, trước khi đến, ta đã an bài sự tình thỏa đáng. Dương Diệp trầm ngâm. Sau đó nhẹ gật đầu nói. Cũng được. Một gã bán đế, đối với hắn xác thực có trợ giúp. Viên Phong nhẹ gật đầu, sau đó thối lui đến sau lưng Dương Diệp, hoàn toàn là tư thái cấp dưới. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người chung quanh đều rơi vào trên người Dương Diệp,
đều hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Viên Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa. Nam Sương giữ chặt tay Dương Diệp đi tới một bên, nói khẽ. Tại sao có thể như vậy? Sao hắn sẽ tôn kính với ngươi như vậy? Dương Diệp sờ lên mũi, đang muốn nói chuyện, Nam Sương lại nói. Cốc Lam nói, lúc đàn ông các ngươi làm như vậy, là đang nghĩ làm sao lừa gạt nữ hài tử. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực là đang nghĩ cớ. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Lam, không thể không nói, nữ nhân này, là khắc tinh của nam nhân A. Nói mau. Nam Sương nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Người biết Minh Mục Đại Lục chúng ta thế lực mạnh nhất là thế lực nào không? Đương nhiên là Diệt Thế Đạo A, bọn hắn lợi hại nhất. Nam Sương nói. Dương Diệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Ta cùng hắn khoác lác ta là đệ tử của tông chủ Diệt Thế Đạo, sau đó hắn tin. Nam Sương trừng mắt nhìn, sau đó nói. Như vậy cũng được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam Sương yết hầu lăn tăn, nàng nhìn thoáng qua Viên Phong, sau đó nói khẽ. Hắn đần như vậy sao? Không phải hắn đần, mà là ta quá thông minh. Dương Diệp chân thành nói. Nam Sương đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này Mục Thương Lan đột nhiên nàng gọi tới, không biết hai nữ nói gì đó, rất nhanh, Mục Thương Lan quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp co lại, không cần phải nói, nhà đầu kia khẳng định nói với Mục Thương Lan rồi. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ảnh. Mắt, nhìn về phía Viên Phong xa xa, huyền khí truyền âm. Viên đoàn trưởng, hắn căn bản không phải đệ tử Diệt Thế Đạo tông chủ gì, hắn là đang dối gạt ngươi. Viên Phong sững sờ, hắn nhìn về phía Mục Thương Lan, lại nhìn Nam Sương, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, yết hầu hắn lăn tăn, huyền khí truyền âm nói. Hắn nói với nữ oa bên cạnh ngươi hắn là đệ tử của Diệt Thế Đạo tông chủ. Mục Thương Lan nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nhìn thấy Mục Thương Lan gật đầu, thần sắc Viên Phong lập tức nghiêm nghị, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt càng thêm tôn kính. Mục Thương Lan không tin Dương Diệp là đệ tử của Diệt Thế Đạo tông chủ, nhưng hắn tin a. Loại thiên tài yêu nghiệt này, cũng chỉ có thế lực như Diệt Thế Đạo mới có thể bồi dưỡng được. Diệt Thế Đạo là tồn tại gì? Đó là Minh Ngục Đại Lục đệ nhất thế lực A. Đùi to A. Cái này là một cái đùi chính thức, nhất định phải ôm thật chặt. Trên mặt Viên Phong kìm lòng không được hiện ra hưng phấn cùng kích động. Nhìn thấy thần sắc của Viên Phong, Mục Thương Lan ngây ngẩn cả người, đầu của Viên Phong này chớ không phải là hư mất chứ. Biết rõ bị gạt còn cao hứng như vậy. Chư vị, phệ hồn dòng binh đoàn ta rời khỏi tranh đoạt linh mạch. Đúng lúc này, thanh âm của Dạ Lưu Vân vang lên ở giữa sân. Ánh mắt mọi người lập tức quăng đến trên người Dạ Lưu Vân, trong mắt tràn đầy khó hiểu, phệ hồn dòng binh đoàn làm sao lại buông tha. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, thầm nghĩ nữ tử thật thông minh. Nguyên bản hắn cho rằng Dạ Lưu Vân cũng bị linh mạch xông váng đầu não, nhưng hiện tại xem ra, nàng không có. Nếu như không đoán sai, trước kia sở dĩ nữ tử bày ra một bộ muốn tranh đoạt linh mạch, nhất định là vì tranh thủ chỗ tốt. Phệ hồn dòng binh đoàn rời khỏi, nhất định là tuyết sư dòng binh đoàn cùng vài lão giả khác bỏ ra một cái giá lớn đổi lấy. Quả nhiên, sau khi Dạ Lưu Vân tuyên bố rời khỏi, tuyết sư dòng binh đoàn cùng với lão giả bên cạnh cong ngón búng ra, một miếng nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân. Dạ đoàn trưởng, sẽ không nói không giữ lời chứ. Mặc lão nhìn Dạ Lưu Vân, nhàn nhạt nói. Dạ Lưu Vân vung tay phải lên, nạp giới bị nàng thu lại, nàng quét nhìn mọi người nói. Phệ hồn dòng binh đoàn ta ở nơi này danh dự như thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người có nghe qua. Ta đã nói rời khỏi, như vậy chính là rời khỏi. Ta chỉ là một nữ nhi yếu ớt, thầm nghĩ an an ổn ổn sống, không có dã tâm quá lớn, cho nên ta lựa chọn rời khỏi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dạ Lưu Vân không chút do dự, mang theo người phệ hồn dòng binh đoàn xoay người rời đi. Đi, đi đâu? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó phía chân trời khẽ run, một nam tử áo đen cùng năm lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Năm tên bán đế. Mọi người biến sắc, nhao nhao đề phòng. Bọn họ là người của tận thế thành. Đúng lúc này,
trong chàng không biết ai nói một câu. Ánh mắt mọi người nhìn trước ngực nam tử áo đen, ở trước ngực nam tử, có một tiêu chí tiểu thành, đây chính là tiêu chí của tận thế thành. Biết được thân phận bọn người nam tử áo đen, tuyết sư dòng binh đoàn cùng những lão giả bán đế ở chung quanh sắc mặt khó coi. Nam tử áo đen nhìn lướt qua mọi người trong chàng nói. Chư vị, di tích này thuộc về phạm vi tận thế thành ta, nhưng mà chư vị không thông qua tận thế thành ta cho phép, một mình tiến đến trộm lấy bảo vật, việc này có chút không thể nào nói nổi. Không có người nói chuyện, cũng không có ai dám nói. Mặc dù trong nội tâm mọi người khó chịu, nhưng không người nào dám đắc tội tận thế thành, bởi vậy thực lực người ta mạnh, tự nhiên là người ta nói cái gì chính là cái đó. Khóe miệng nam tử áo đen nổi lên dáng tươi cười. Đương nhiên, tận thế thành ta làm việc từ trước đến nay đều lưu một đường, hôm nay, người ở chỗ này muốn ly khai, ở trong di tích đoạt được giao ra một nửa, có thể tự rời đi. Nếu như không muốn, hiện tại có thể đứng ra. Không có người đứng ra, ai dám đứng ra. Thấy thế, nam tử áo đen cười nói. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy bây giờ bắt đầu. Thanh âm nam tử áo đen rơi xuống. Một đám huyền giả mặc thiết giáp xuất hiện ở lối ra hạp gốc. Đám người này ước chừng 1.000 người, toàn bộ là thánh giả cao cấp. Ta nhắc nhở thoáng một phát, lối ra chúng ta cũng có người trấn thủ, cho nên những người ôm tâm lý may mắn kia cũng nên cẩn thận. Đừng không cẩn thận, mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Nam tử áo đen cười nói. Mọi người trầm mặc. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó huyền khí truyền âm hỏi Viên Phong. Người của chúng ta đi ra ngoài chưa? Chưa. Viên Phong hồi đáp. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, người chung quanh khẳng định đều không muốn giao tử tinh thạch, nhưng không ai dám đứng ra phản kháng. Hoặc là nói, không có một cái nào dẫn đầu đi ra. Hắn nhất định sẽ không giao ra một nửa, cũng sẽ không để người kiếm minh làm như vậy. Nhưng nếu như làm vậy, nhất định phải cùng tận thế thành đánh nhau. Tuy có thể tiêu diệt năm người này, nhưng ngày sau kiếm minh phiền toái lại nhất định sẽ liên tục không ngừng, hơn nữa những người chung quanh còn có thể chiếm không tiện nghi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Viên Phong, huyền khí truyền âm nói. Người đứng ra, nói không muốn, nói bá khí một chút. Viên Phong sững sờ, hắn do dự một chút, đang muốn nói chuyện, thanh âm Dương Diệp lại vang lên. Kiếm minh chúng ta cần sợ tận thế thành sao? Nghe Dương Diệp nói, Viên Phong nao nao, đúng vậy. Kiếm minh cần sợ tận thế thành sao? Phải biết, sau lưng kiếm minh là diệt thế đạo a. Nghĩ đến diệt thế đạo, lực lượng của Viên Phong cực kỳ cao, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở giữa sân, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ vào nam tử áo đen, cả giận nói. Tận thế thành tính là cái đếch gì, kiếm minh ta là cái thứ nhất không phục. Mọi người! Kiếm minh! Đó là cái đồ chơi gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Viên Phong, không thể không nói, cử động của Viên Phong quả thật làm cho bọn hắn kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám đứng ra nói không phục, tuy là một bán đế, nhưng lá gan cũng quá lớn đi. Phải biết, tận thế thành là một trong mấy thế lực mạnh nhất minh mục đại lục A. Hơn nữa, ở chỗ này còn có 6 vị bán đế. Nam tử áo đen cũng sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới thật sự có người dám đứng ra nói không phục. Đang muốn xuất thủ giết gà dọa khỉ, lúc này Viên Phong lại đột nhiên nói. Chư vị, di tích này là mọi người cộng đồng phát hiện, dựa vào cái gì nói là của tận thế thành hắn. Tận thế thành dựa vào cái gì muốn một nửa của chúng ta. Chúng ta là của chúng ta, dựa vào cái gì phải cho bọn hắn. Nghe vậy, rất nhiều người trong trạng thần sắc chìm xuống, hiển nhiên, Viên Phong nói đưa tới bọn hắn cộng minh. Đồ đạc của mình, dựa vào cái gì phải phân cho tận thế thành một nửa. Muốn chết. Phía chân trời, nam tử áo đen muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sau đó sợi dây trên người đại bạch long bị chém đứt. Ngang. Dây thừng đứt rời, bạch long mở choàng mắt, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời bỏ chạy. Linh mạch. Nam tử áo đen kinh hãi, bất chấp Viên Phong, mang theo mấy người sau lưng thân hình khẽ động, đuổi theo linh mạch. Bất quá rất nhanh, thanh âm của nam tử áo đen lại từ chân trời truyền đến. Đừng thả bọn hắn thoát, ai dám động, giết chết bất luận tội. Nam tử áo đen nói xong, hơn 1.000 thánh giả cao cấp của tận thế thành lập tức nhìn về phía mọi người,
trong mắt sát ý nghiêm nghị. Sợ bọn họ cái rắm, giết. Trong tràng, không biết ai kêu một tiếng, sau đó một đạo kiếm quang chui vào trong đội hình tận thế thành, đầu một thủ vệ bị chém rụng. Làm càn. Một lão giả cầm đầu gầm lên nói. Các ngươi muốn chết phải không? Hắn vẫn không dám hạ sát lệnh, bởi vì bán đế của bọn hắn đều đuổi theo linh mạch. Mà trong sân lại có hơn 10 vị bán đế. Gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, giết. Thanh âm kia lại vang lên. Giết. Thanh âm rơi xuống, lại một đạo kiếm quang sát nhập vào đội hình tận thế thành, một cường giả tận thế thành đầu bay ra ngoài. Giết. Lúc này đây, rất nhiều người không còn do dự, nhao nhao vào tới. Một đoàn người xông, những người còn lại cũng chỉ có vọt lên. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi đợi 6 gã bán đế kia chạy về, như vậy tất cả mọi người sẽ xong đời. Ánh mắt của Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua bốn phía, vẫn không có tìm được người phát ra kiếm quang, trầm ngâm mấy tức, tay phải nàng vung lên nói. Giết ra ngoài. Hiện tại không đi, đợi nam tử áo đen kia chạy về, như vậy muốn chạy đi cũng không được. Về phần tận thế thành, hiện tại nàng đã không có thời gian suy nghĩ những thứ kia rồi. Giết. Người phệ hồn rong binh đoàn như nước lũ phóng đi. Giết ra ngoài. Mặc lão của tuyết sư rong binh đoàn cũng theo sát phía sau, mang theo người tuyết sư rong binh đoàn lao tới cửa hạp gốc. Đám cường giả tận thế thành lập tức phát mộng. Tuy trước mặt bọn họ đều là tán tu cùng rong binh đoàn không nhập lưu, nhưng hiện tại những người này liên thủ, thực lực là viễn siêu bọn hắn làm sao dám ngăn cản. Trung niên cầm đầu kia không ngốc, lập tức vung tay phải lên nói. Rút lui. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng người đứng phía sau lập tức rút lui, nhượng ra một con đường. Những dòng binh đoàn cùng tán tu kia cũng không có đuổi theo giết, mà lao ra ngoài bỏ chạy. Đối với bọn họ hiện tại mà nói, trốn xa, sau đó rời phạm vi thế lực của tận thế thành mới là trọng yếu nhất, bằng không thì đợi bọn hắn, chỉ có chết. Trong đám người hỗn loạn, Dương Diệp nhìn thoáng qua Viên Phong nói. Mang theo người kiếm minh rút lui ra bên ngoài, sau đó che giấu. Minh bạch. Viên Phong nhìn Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp quét nhìn chung quanh, sau đó thân hình khẽ động, bay theo phương hướng của Bạch Long. Linh mạch tuyệt phẩm, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là lúc trước, 6 gã bán đế, dù hắn át chủ bài ra hết, cũng tuyệt đối chơi không lại, trừ khi kiếm linh hoặc cùng kỳ thức tỉnh. Nhưng hiện tại, đừng nói 6 bán đế, lại đến 6 gã bán đế hắn cũng không sợ. Hiện tại hắn ngay cả đế giả cũng dám chính diện chiến một trận. Đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, thân hình hắn run lên, cả người biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, 3 người xẹt qua vị trí trước kia của Dương Diệp. 3 người này không phải người khác, đúng là Dạ Lưu Vân cùng Mục Thương Lan, còn có lão giả bán đế của phệ hồn rong binh đoàn. Chỗ tối, Dương Diệp nhìn bóng lưng của Dạ Lưu Vân, có chút trầm ngâm, hắn vẫn còn xem nhẹ dã tâm của nữ nhân này. Đối phương cũng muốn đánh chú ý linh mạch tuyệt phẩm. Bất quá cũng phải, có được linh mạch tuyệt phẩm liền ý nghĩa có cơ hội sáng tạo ra một thế lực kim cương cấp, bởi vì thế lực có linh mạch tuyệt phẩm, tất nhiên sẽ để rất nhiều người đến gia nhập. Hơn nữa, dù không phát triển thể lực, linh mạch tuyệt phẩm cũng có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như cầm lấy đi bán. Tóm lại, chỉ cần là một người có chút thực lực và dã tâm, đều sẽ không dễ dàng buông tha. Rất nhanh. Lại mấy đạo lưu quang xẹt qua. Dương Diệp nhìn lướt qua, là người tuyết sự rong binh đoàn, còn có một ít rong binh đoàn khác, tán tu cũng có. Đều là cường giả bán đế. Cái này thú vị nha. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Ngang. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm long ngâm, trong thanh âm mang theo một tia thống khổ. Hơn nữa, dù không phát triển thể lực, linh mạch tuyệt phẩm cũng có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như cầm lấy đi bán. Tóm lại, chỉ cần là một người có chút thực lực và dã tâm, đều sẽ không dễ dàng buông tha. Rất nhanh, lại mấy đạo lưu quang xẹt qua. Dương Diệp nhìn lướt qua, là người tuyết sự rong binh đoàn, còn có một ít rong binh đoàn khác, tán tu cũng có. Đều là cường giả bán đế. Cái này thú vị nha. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Ngang. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm long ngâm, trong thanh âm mang theo một tia thống khổ. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được đám người nam tử áo đen,
lúc này ở chính giữa đám người nam tử áo đen, Bạch Long lại bị một sợi tơ bạc gắt gao vây khốn. Nhưng lúc này, thần sắc đám người nam tử áo đen lại có chút dữ tợn và khó coi, bởi vì ở trước mặt bọn họ, là bọn người Dạ Lưu Vân. Bên đám người Dạ Lưu Vân có gần 13 bán đế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đám người Dạ Lưu Vân còn đạt thành hiệp nghị. Các ngươi là muốn chết phải không? Nam tử áo đen nhìn đám người Dạ Lưu Vân, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn. Dạ Lưu Vân nhàn nhạt nói. Muốn trách thì trách các hạ làm việc quá, lưu một đường, rồi. Dùng phong cách hành sự của Tận Thế Thành các ngươi, đợi ngươi rời khỏi đây, chúng ta khẳng định đều bị đuổi giết. Nếu như đã đắc tội các ngươi, vì sao chúng ta không dứt khoát đắc tội ác thêm một chút? Dù sao các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nói nhảm đừng nhiều lời, chúng ta chỉ cần linh mạch, giao linh mạch ra đây, chúng ta lập tức rời đi, bằng không. Bằng không thì như thế nào? Nam tử áo đen cười lạnh nói. Bằng không thì hôm nay chính là thời điểm các ngươi vẫn lạc. Tay Dạ Lưu Vân khẽ động, trường cung màu xanh sẫm xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ bằng những dòng binh đoàn cùng tán tu như các ngươi. Nam tử áo đen khinh thường nói. Muốn diệt các ngươi. Giết. Dạ Lưu Vân cắt đứt nam tử áo đen nói, thanh âm rơi xuống, một mũi tên điện xạ ra, cùng lúc đó, chút ít bán đế ở chung quanh nàng cũng xuất thủ. Ngăn trở bọn hắn, tối đa trăm tức, cường giả của Tận Thế Thành ta sẽ chạy đến. Nam tử áo đen nói xong, thân hình khẽ động, vọt về phía đám người Dạ Lưu Vân, sáu gã bán đế ở phía sau hắn cũng xuất thủ. Linh mạch tuyệt phẩm, bọn hắn làm sao sẽ bỏ qua? Cũng không dám buông tay. Bất quá đám người nam tử áo đen có chút bi thúc, còn không có giao thủ đến 10 tức, liền có một gã bán đế vẫn lạc. Không có biện pháp, số lượng đám người Dạ Lưu Vân là gấp đôi bọn hắn, hơn nữa đều là dân liều mạng, đặc biệt là ở thời điểm này. Đều ôm ý ngọc thạch câu phần. Bởi vậy đám người nam tử áo đen hoàn toàn ở hạ phong, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngay thời điểm đám người nam tử áo đen cùng đám người Dạ Lưu Vân chiến kịch liệt, đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên, tơ bạc vây khốn Bạch Long đứt đoạn. Sau đó một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Long, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo thân ảnh kia bắt lấy long giác của Bạch Long hóa thành kiếm quang biến mất ở xa xa. Mọi người ngẩn người, sau một khắc, Dạ Lưu Vân cùng đám người nam tử áo đen sắc mặt khó coi, bọ ngựa bắt ve a. Mọi người không có chút nói nhảm, không hẹn mà cùng đuổi tới. Bóng đen dĩ nhiên là Dương Diệp cầm lấy Bạch Long, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, Bạch Long kia cũng sắp chịu không nổi. Nhưng Dương Diệp lại mặc kệ nó, tiếp tục tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh, biểu lộ của Bạch Long đã biến thành thống khổ. Về phần Tiểu Bạch đã sớm trốn đến không gian của Tử Điêu. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó vỗ vỗ trước ngực mình, Tiểu Bạch lập tức chui ra. Dương Diệp đứng ở trước mặt Bạch Long, nhìn Bạch Long đã không sai biệt lắm hấp hối nói. Đi theo ta lăn lộn, bằng không thì. Nói đến đây, hắn chỉ Tiểu Bạch nói. Bằng không thì ta để cho nàng nuốt ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó cực kỳ phối hợp há miệng ra. Bạch Long nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, đồng tử của nó bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt có một tia hoảng sợ. Tiểu Bạch cực kỳ đắc ý, há miệng khẽ hấp, lập tức trên người Bạch Long tản ra một ít linh khí chui vào miệng Tiểu Bạch. Thân thể Bạch Long lập tức run lên, vô ý thức bò lùi ra sau, nhìn Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch là khắc tinh của những linh mạch này a. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Long nói. Mười tức sau bọn hắn sẽ truy đến nơi đây. Ta cho ngươi năm tức, nếu ngươi không gật đầu, hiện tại ta lại để cho Tiểu Bạch ăn ngươi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó phối hợp há miệng, nước miếng cũng chảy ra rồi. Bạch Long nhìn Dương Diệp, lại nhìn Tiểu Bạch, do dự một chút, cuối cùng ở dưới Tiểu Bạch uy hiếp nhẹ gật đầu. Dương Diệp vung tay phải lên, Bạch Long cùng Tiểu Bạch lập tức chui vào trước ngực. Mà lúc này, đám người Dạ Lưu Vân xuất hiện ở phía chân trời. Không kịp ẩn nấp rồi, bởi vì đối phương đã chứng kiến hắn. Hiện tại ẩn nấp, đối phương nhất định sẽ chết truy theo hắn. Dương Diệp do dự xuống, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất như gặp chuyện đáng sợ gì. Đám người nam tử áo đen đi tới trên không Dương Diệp ngừng lại, bởi vì khí tức của Bạch Long đã không còn.
sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Rất nhanh, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Dương Diệp thân thể đang lạnh run. Mục Thương Lan cùng Dạ Lưu Vân nhìn thấy Dương Diệp, nhướng mày, các nàng không nghĩ tới người phía dưới là Dương Diệp. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Ngươi có thấy một bạch long bay qua không? Dương Diệp hoảng sợ nhìn thoáng qua nam tử áo đen, sau đó duỗi ngón tay run dây chỉ xa xa, run giọng nói. Có một lão già tóc bạc mặc áo đen, sử dụng kiếm, cầm lấy một bạch long bay qua. Lão già tóc bạc, nam tử áo đen khẽ nhíu mày, đang muốn rời đi, đột nhiên hắn lại nhìn về phía Dương Diệp nói. Vì sao ngươi run rẩy? Sợ. Dương Diệp nói chuyện có chút không rõ ràng. Phế vật. Thanh âm nam tử áo đen rơi xuống, tay phải vung lên, một đạo kình khí kích xạ ra, lập tức oanh lên người Dương Đê Diệp. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người Dương Diệp bị oanh vào mặt đất. Nam tử áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn, cùng người phía sau hắn thân hát xê hình khẽ động tiêu tán ở xa xa. Mà đám người Dạ Lưu Vân cũng không có tiếp tục đuổi. Bọn hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, hiện tại đuổi theo, chỉ sẽ làm mình rơi vào tử cục. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Mặc lão nhìn đám người Dạ Lưu Vân ôm quyền, sau đó mang theo cường giả Tuyết Sư Dòng binh đoàn quay người rời đi, cường giả bán đế cùng tán tu còn lại do dự một chút, sau đó cũng quay người rời đi. Hiện tại là thời điểm trốn chạy để khỏi chết, bởi vì bọn hắn biết rõ, qua không được bao lâu, Tận Thế Thành sẽ đến truy giết bọn hắn, hoặc có lẽ bây giờ đã trên đường tới. Trong chàng chỉ còn lại có 3 người phệ hồn dòng binh đoàn. Trong chàng, tay phải Dạ Lưu Vân nắm chặt trường cung, trầm mặc. Nhà đầu, người có tính toán gì không? Bên cạnh Dạ Lưu Vân, lão giả áo xám hỏi. Dạ Lưu Vân đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng cúi đầu nhìn về phía hố sâu, tay phải chảo một cái, một thân ảnh bị nàng bắt lại, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên là Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, Mục Thương Lan cùng lão giả đều hơi sững sờ, bởi vì Dương Diệp còn sống. Phải biết, vừa rồi Dương Diệp bị đánh trúng, bọn hắn cảm nhận được khí tức của Dương Diệp biến mất. Dương Diệp nhìn 3 người, biểu lộ còn mang theo một chút hoảng sợ. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mục Thương Lan nói. Ta, sợ nàng giết ta, cho nên, ta bỏ chạy. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi là ai? Cái gì? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp nói. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi, hai người Thương Lan không có tránh thoát mũi tên của ta, mà ngươi lại tránh thoát. Lần thứ hai, là trước kia, ngươi từ bán thánh đạt tới thánh giả. Mà bây giờ, ngươi xuất hiện ở chỗ này, bị cường giả bán đế đánh một kích mà một chút việc cũng không có. Ngươi, còn muốn tiếp tục giả vờ sao? Mục Thương Lan cùng lão giả áo xám ánh mắt lập tức rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt mang theo nghi hoặc. Dương Diệp trầm mặc. Dạ Lưu Vân lại nói. Vừa rồi người mang linh mạch tuyệt phẩm kia đi, có liên hệ với ngươi à? Dương Diệp quyết đoán lắc đầu, nói giỡn, cái này không thể thừa nhận, bằng không thì chờ đợi đúng là tất cả mọi người vây công, còn có Tận Thế Thành. Tuy hắn không sợ, nhưng sẽ không ngốc đến vô duyên vô cớ kéo thù địch. Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đừng nói với ta là vì Thương Lan muốn giết ngươi, nếu thật như vậy, ngươi nên trốn ra ngoài, mà không phải vào đây. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Kỳ thật ta chỉ là muốn kiếm chút tiện nghi, nhưng không nghĩ tới gặp các ngươi đoạt bạch long kia. Dạ Lưu Vân còn chuẩn bị nói cái gì, lúc này lão giả áo xám bên cạnh nàng nói. Nhà đầu, chúng ta phải đi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Theo chúng ta đi, nếu như ngươi không muốn chết. Nói xong, thân hình Dạ Lưu Vân khẽ động, quay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó thân hình khẽ động, đi theo. Đám người Dạ Lưu Vân ra di tích, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì tất cả cường giả trước kia ở trong di tích đi ra, lúc này đều ở phía xa. Ở bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người mặc trường bào màu lam, khoảng chừng mấy ngàn, đều là thánh giả trở lên, những người này hợp thành một vòng tròn, vây tất cả mọi người lại. Ở trước mặt mọi người không xa, đứng một nam tử mặc trường bào xanh trắng cùng một nữ tử mặc váy dài màu xanh da trời, mà ở sau lưng một nam một nữ này, là năm lão giả áo bào trắng.
Một nam một nữ kể cả năm lão giả áo bào trắng đều là bán đế. Khi Dương Diệp chứng kiến nam tử mang bội kiếm, lập tức sững sờ, bởi vì nam tử này cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Sương, quả nhiên, ánh mắt Nam Sương gắt gao nhìn nam tử kia. Dương Diệp có chút trầm ngâm, đi tới bên cạnh Nam Sương nói khẽ. Hắn là vị hôn phu của ngươi. Nam Sương không nói gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Nam Sương, sau đó nhìn về phía nam tử đeo bội kiếm kia. Lúc này, nam tử đeo bội kiếm nhìn lướt qua mọi người nói. Chư vị, Huyền Thiên Tông ta không có ý tứ làm khó chư vị, Huyền Thiên Tông ta chỉ muốn linh mạch tuyệt phẩm. Linh mạch tuyệt phẩm ở trong tay Tận Thế Thành, các hạ có thể đi vào tìm bọn hắn. Lúc này, Mặc lão của Tuyết Sư Dòng Binh Đoàn nói. Vậy chúng ta chờ bọn hắn đi ra. Nam tử đeo bội kiếm cười cười, sau đó nói. Đã quên một sự kiện, Huyền Thiên Tông ta đối với đồ vật trong di tích này có chút hứng thú, cho nên chư vị ở trong di tích đoạt được, có thể bán cho Huyền Thiên Tông chúng ta, chư vị yên tâm, Huyền Thiên Tông chúng ta giá cả vừa phải, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Nói xong, hắn chỉ vào vài tên đệ tử Huyền Thiên Tông ở sau lưng nói. Nếu như hiện tại chư vị muốn ly khai, cũng có thể, chỉ cần cho chúng ta nhìn xem vật phẩm trong nạp giới của bọn ngươi, nếu như chúng ta cảm thấy hứng thú, sẽ mua, nếu như không có hứng thú, chư vị có thể trực tiếp rời đi. Đúng rồi, xin khuyên một câu, đừng đùa nghịch bịp bợm, bằng không thì đừng trách Huyền Thiên Tông ta không giảng nhân nghĩa. Nghe nam tử đeo bội kiếm nói, tất cả mọi người trong trang sắc mặt âm trầm lên, cho bọn hắn nhìn xem vật phẩm trong nạp giới. Đây nói rõ là muốn cướp a. Nam tử đeo bội kiếm cười cười, sau đó lui đến bên cạnh nữ tử váy lam. Mà lúc này, ánh mắt nữ tử váy lam kia đột nhiên rơi vào trên người Nam Sương, nhìn thấy một màn này, những người trước mặt Nam Sương vội vàng tránh ra, cứ như vậy, Nam Sương cùng nữ tử váy lam mặt đối mặt. Lúc này, nam tử đeo bội kiếm cũng nhìn về phía Nam Sương, khi thấy Nam Sương, hắn lập tức sững sờ. Nữ tử váy lam đi về phía Nam Sương, nam tử đeo bội kiếm vội vàng đi theo. Bàn tay nhỏ bé của Nam Sương nắm chặt, ánh mắt như trước rơi vào trên người nam tử đeo bội kiếm. Trong tràng, thành viên của Phượng Hoàng Dòng Binh Đoàn biến sắc, vội vàng đi tới sau lưng Nam Sương, Mục Thương Lan cũng xuất hiện ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy đề phòng. Một bên, Dạ Lưu Vân nhìn thấy một màn này, lông mày kẻ đen cau lại. Khi nữ tử váy lam đi đến trước mặt Nam Sương mới nhìn nữ tử váy lam. Ta phát hát xiệt. Sau khi ta cùng Lâm Lang xuất hiện, ngươi liền nhìn chằm chằm vào hắn, nói cho ta biết, vì cái gì? Nữ tử váy lam nhìn Nam Sương nói. Nam Sương nhìn thoáng qua nam tử đeo bội kiếm, không nói gì. Lúc này, nam tử đeo bội kiếm do dự một chút, sau đó nói. Nhạn Nhi, nàng đã từng là vị hôn thê của ta. Vị hôn thê, nghe được nam tử đeo bội kiếm nói, hai mắt nữ tử váy lam lập tức nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn thấy một màn này, nam tử đeo bội kiếm sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Nhưng hiện tại, ta đã cùng nàng không có vấn đề gì. Lúc trước ta được sư phó nhìn chúng, ta cũng đã từ nàng. Ta cùng nàng, một chút quan hệ cũng không có. Thật không có quan hệ. Nữ tử váy lam nhìn nam tử đeo bội kiếm hỏi. Nam tử đeo bội kiếm vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề gì, Nhạn Nhi ngươi nhìn xem, nàng cái điểm nào như ngươi. Tướng mạo không bằng ngươi, thiên phú không bằng ngươi, ta làm sao có thể có quan hệ với nàng. Trong nội tâm của ta chỉ có Nhạn Nhi ngươi, ta có thể thề với trời. Vậy ngươi giết nàng đi. Nữ tử váy lam nói. Nghe nữ tử váy lam nói, đám người Mục Thương Lan sắc mặt đại biến. Một bên, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy lam, sau đó nhìn về phía nam tử đeo bội kiếm. Nam Sương cũng nhìn về phía nam tử đeo bội kiếm. Nam tử đeo bội kiếm nghe nữ tử váy lam nói cũng sững sờ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới nữ tử váy lam sẽ nói như vậy. Lúc này nữ tử váy lam lại nói. Như thế nào, không nỡ. Sắc mặt nam tử đeo bội kiếm biến hóa, nữ tử váy lam đột nhiên nói. Không nỡ, không sao, vậy ngươi lấy nàng a. Nói xong, nữ tử váy lam quay người rời đi. Ta giết. Đúng lúc này, thanh âm của nam tử đeo bội kiếm vang lên. Nữ tử váy lam dừng bước lại, quay người nhìn về phía nam tử đeo bội kiếm nói. Ta nhìn.
Nam tử đeo bội kiếm mặt âm trầm nhìn về phía Nam Xương, âm thanh hung dữ nói. Chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, không có việc gì ngươi nhìn lung tung cái gì. Trước kia ta đã nói với ngươi, ta cùng ngươi tầm đó không có vấn đề gì rồi. Ngươi cùng ta căn bản không phải người một thế giới, ngươi cùng ta căn bản không phải một thế giới. Nam Xương nắm chặt hai đấm nói. Lâm Tinh, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Không phải là bán đế sao? Nói xong, nàng cảm giác lời mình nói có chút không chắc chắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi nói đúng hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, cực kỳ phối hợp nói. Bán đế, xác thực không có gì đặc biệt hơn người. Khóe miệng Lâm Tinh nổi lên khinh thường nói. Là không có gì đặc biệt hơn người, nhưng muốn giết các ngươi, như giết chết một con kiến. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó vuốt vuốt đầu Nam Xương nói. Ngươi có phải muốn đánh hắn hay không? Nam Xương vô ý thức gật đầu. Ta giúp ngươi đánh hắn, được không? Dương Diệp cười nói. Nam Xương lại muốn gật đầu, đột nhiên nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn khoác lác? Ngươi đi đi. Còn chưa động thủ sao? Lúc này, xa xa nữ tử váy lam đột nhiên mở miệng. Lâm Tinh không chần chờ, tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Nam Xương. Sắc mặt Nam Xương lập tức trắng bệch, lúc này, Dương Diệp đột nhiên giữ chặt tay của nàng, kéo nàng về phía sau. Sắc mặt Nam Xương đại biến, đang muốn đẩy Dương Diệp ra, nhưng lúc này, ánh mắt của nàng trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mọi người cũng như thế. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm của Lâm Tinh bị hai ngón tay kẹp lấy. Dương Diệp nhìn Lâm Tinh, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Bán đế, ta có thể đánh 10 cái. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cong ngón búng ra, kiếm của Lâm Tinh lập tức hóa thành một đạo kiếm quang quay về. Tốc độ như điện. Đồng tử của Lâm Tinh co rụt lại, tay phải hóa trưởng, trên lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng kiếm quang, sau đó ấn tới. Keng! Một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm này bị bàn tay của Lâm Tinh ngăn trở, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện. Phía sau, ngón tay điểm vào trên thân kiếm. Xuy! Thanh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua bàn tay Lâm Tinh, máu tươi kích xạ, cùng lúc đó, Lâm Tinh thì bị một kiếm này chấn lùi lại gần trăm trượng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đặc biệt là đám người Mục Thương Lan, các nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một thời gian ngắn. Ở trong mắt các nàng, Dương Diệp thuộc về loại mềm yếu, sợ chết, không có cốt khí, thiên phú kém, tóm lại, ở trong mắt các nàng, Dương Diệp chính là một bao cỏ. Nhưng hiện tại, Dương Diệp ra tay, triệt để phá vỡ nhận thức của các nàng đối với Dương Diệp. Mặc dù chỉ một kích, nhưng phải biết, đối diện là bán đế A. Một kích tổn thương bán đế. Mà Dương Diệp mới là thánh giả, kém suốt một cấp. Mục Thương Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Giống như muốn hắn xem thấu. Mà Nam Xương cũng há to miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp. Giờ phút này trong nội tâm Dạ Lưu Vân cũng khiếp sợ không thôi, tuy nàng cảm thấy Dương Diệp không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Dương Diệp thật thâm tàng bất lộ, tuy Dương Diệp chỉ lộ ra một tay, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc liền biết, thực lực của Dương Diệp rất mạnh, không kém bán đế. Thánh giả cảnh không kém bán đế, đây chỉ có những thiên tài yêu nghiệt kia mới có thể làm được a. Hắn là ai? Dạ Lưu Vân cùng rất nhiều người trong nội tâm nghi vấn. Viên Phong ở một bên tắc thì hai đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hiện tại hắn đối với Dương Diệp là đệ tử của Diệt Thế Đạo đạo chủ càng tin không nghi ngờ. Xa xa, khi Lâm Tinh bị một kiếm đâm thủng bàn tay, chút hít cường giả bán đế sau lưng Lâm Tinh muốn đi lên, nhưng lại bị nữ tử váy lam ngăn cản. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lâm Tinh nói. Ngươi sẽ không ngay cả một thánh giả cảnh cũng đánh không lại chứ. Sắc mặt Lâm Tinh khó coi, người trong nghề vừa ra tay đã biết môn đạo, hắn biết rõ, đối thủ trước mắt thực lực rất mạnh, căn bản không kém hắn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là gì, trên đời này yêu nghiệt nhiều lắm. Hắn cũng từng có thể vượt cấp khiêu chiến, tuy ăn một cái thiệt thòi, nhưng hắn vẫn có tin tưởng. Lâm Tinh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp lại nhìn về phía Nam Xương nói. Thiếu chút nữa quên hỏi, ngươi hy vọng đánh hắn ở đâu? Nam Xương yết hầu lăn tăn, có chút do dự,
nhưng ở dưới Dương Diệp cổ vũ cũng không do dự bao lâu, chỉ sau một cái chớp mắt, nàng nói khẽ. Nếu không đánh miệng hắn trước a, ai bảo hắn nói chuyện khó nghe như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tốt, làm càn. Lúc này, Lâm Tinh đột nhiên gầm lên, chân phải đạp mạnh, cả người bắn mạnh tới Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trong kiếm ẩn chứa kiếm quang chói mắt. Khi đi vào trước mặt Dương Diệp, tay phải của Lâm Tinh mạnh mẽ cầm chặt chuôi kiếm, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi. Coi chừng! Xa xa, Nam Sương nhìn thấy một màn này, vội vàng hô. Dương Diệp nhìn Nam Sương mỉm cười, quay người nhìn về phía kiếm quang đã đi tới trước mặt hắn, sau đó oanh ra. Oanh! Quyền ra, kiếm quang quanh người Lâm Tinh ầm ầm tiêu tán, lực lượng cường đại trực tiếp chấn Lâm Tinh lùi lại mấy trăm trượng, Lâm Tinh hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Tinh kinh hãi, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm tới ngực đối phương, nhưng Dương Diệp lại không tránh không né. Keng! Một thanh âm chói tai vang lên, đồng tử của Lâm Tinh co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác kiếm mình phảng phất như đâm vào kim thiết, không chỉ không phá phòng ngự, cánh tay mình còn tê dần. Mà đúng lúc này, ba! Một tiếng tát tai vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Lâm Tinh bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người thấy được, mấy cái răng mang theo máu tươi từ trong miệng Lâm Tinh bay ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Không hề có lực hoàn thủ. Một bán đế ở trước mặt một thánh giả vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh, mà Viên Phong thì càng thêm kích động. Không chỉ hắn, giờ phút này những thành viên kiếm minh kia cũng như thế. Ở thế giới này, có một cái đùi ôm, sẽ an toàn rất nhiều a. Trong chàng, Nam Sương nhìn Dương Diệp, nàng vốn nên cao hứng, giờ phút này trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Từ khi nàng bị từ hôn, liền thề muốn cho Lâm Tinh biết rõ, không phải Nam Sương nàng không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với nàng. Nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, không có tài nguyên tu luyện, nàng căn bản theo không kịp bước chân của Lâm Tinh. Nhưng nàng một mực không buông tha. Khi nàng lấy tử tinh thạch của mình cho Dương Diệp, nàng biết rõ, mình không có khả năng đuổi theo Lâm Tinh. Một khắc này, nàng chấp nhất đối với tử tinh thạch biến mất. Phải nói, nàng tỉnh mộng. Trước kia gặp được Lâm Tinh, nàng rất muốn chạy lên một tát đập bay Lâm Tinh, sau đó nói cho hắn biết, không phải nàng không xứng với Lâm Tinh hắn, mà là hắn mù mắt chó, không xứng với nàng. Nhưng nàng biết mình làm không được. Một khắc này, trong nội tâm nàng mê mang, bất lực. Mà khi Lâm Tinh muốn giết nàng, nàng biết tánh mạng của mình đến cuối cùng. Bán đế lợi hại không? Kỳ thật trong lòng nàng, bán đế là rất lợi hại. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện. Chứng kiến Dương Diệp theo lời nàng nói đánh Lâm Tinh, nhưng trong lòng nàng không có khoái cảm gì, có chỉ là lo lắng Dương Diệp gây tai họa. Bởi vì Lâm Tinh là đệ tử Huyền Thiên Tông. Bởi vậy, thời điểm Dương Diệp lại muốn xuất thủ. Nam Sương vội vàng chạy tới bên cạnh kéo Dương Diệp lại, sau đó lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Sương, sau đó cười nói. Nghe lời người. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Viên Phong nói. Chúng ta đi. Viên Phong cùng người kiếm minh vội vàng đuổi theo Dương Diệp, một bên, Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó cũng mang theo người vệ hồn rong binh đoàn đi theo sau lưng Dương Diệp. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân như thế, Mặc lão của Tuyết Sự Rong binh đoàn cũng vội vàng mang theo người Tuyết Sự Rong binh đoàn đi theo. Những tán tụ cùng Rong binh đoàn còn lại do dự một chút, cũng vội vàng đi theo sau lưng đám người Dương Diệp. Không có người muốn giao đồ đạc của mình cho Huyền Thiên Tông, nhưng Huyền Thiên Tông thế lớn, không người nào dám phản kháng. Nhưng hiện tại, có người xuất đầu. Dưới tình huống có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ đi lên ôm đùi. Dù sao không có người muốn bị Huyền Thiên Tông ức hiếp. Coi chừng. Đúng lúc này, Nam Sương ở bên cạnh Dương Diệp thất thanh nói. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tinh trước kia bị Dương Diệp đập bay đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ đến. Lúc này bất đồng, ở trên người Lâm Tinh mang theo một cỗ uy áp cường đại. Nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng mọi người dùng mình, ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, giờ khắc này. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Dương Diệp gặp chuyện không may. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Tinh, không nói nhảm, trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh!
Một cổ lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay Dương Diệp đổ xuống, không gian rạn nứt, kiếm quang cùng kiếm ý trên người Lâm Tinh thì lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Lâm Tinh bị chấn bay ra ngoài lần nữa, cái lui này, trọn vẹn gần ngàn trượng, lúc rơi xuống đất hai chân còn lùi gần trăm trượng. Chúng cường giả đồng tử co rụt lại, một quyền này của Dương Diệp, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể a. Một thánh giả chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần liền đánh bán đế ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đây là người hay thần long. Trong lòng mọi người rung động. Dương Diệp nhìn về phía Nam Sương, chỉ Lâm Tinh nói. Ta giết hắn, ngươi có mất hứng hay không? Nghe vậy, trong nội tâm Nam Sương không khỏi siết chặt, vội vàng nói. Ta tại sao phải mất hứng? Vậy ta có thể giết hắn rồi. Dương Diệp nói. Nam Sương do dự một chút, sau đó nói. Đừng giết hắn được không? Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp khẽ lắc đầu, nhà đầu này vẫn còn có cảm tình. Mà lúc này, Nam Sương lại nói. Giết hắn, Huyền Thiên Tông khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, Huyền Thiên Tông rất lợi hại. Nghe Nam Sương nói, Dương Diệp nao nao, trong nội tâm ấm áp, nguyên lai nhà đầu này là suy nghĩ cho hắn. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Nam Sương, sau đó cười nói. Nghe lời ngươi. Nói xong thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước mặt Lâm Tinh. Lâm Tinh hoảng hốt, vừa muốn xuất thủ, nhưng lại cảm giác phần bụng quặn đau, sau đó cả người bay rớt ra ngoài. Thời điểm hắn bay rớt ra ngoài, nạp giới trên tay hắn hóa thành một đạo quang mang bay đến trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, tử tinh thạch có gần trăm viên. Hắn lắc đầu, sau đó ném nạp giới cho Nam Sương nói. Nghèo quá rồi, mới 100 viên tử tinh thạch. Nói xong, hắn quay người mang theo mọi người đi tới. Nam Sương nhìn nạp giới trong tay, tay có chút rung động, 100 viên tử tinh thạch A. 100 viên A. Mà bọn người Cốc Lam thì trong mắt có chút hâm mộ, 100 viên tử tinh thạch đối với đệ tử tông môn như Lâm Tinh tính toán không được cái gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, thật là một con số lớn. Mà Dương Diệp lại như ném rác rưởi ném cho Nam Sương. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tử váy lam kia đột nhiên vang lên. Đứng lại! Nữ tử váy lam nói xong, xa xa những cường giả Huyền Thiên Tông kia thân hình khẽ động, ngăn ở trước mặt đám người Dương Diệp. Trong lòng mọi người rùng mình, thần sắc có chút khó coi. Nữ tử váy lam mang theo 5 tên cường giả bán đế của Huyền Thiên Tông đi đến trước mặt Dương Diệp, nữ tử váy lam nhìn Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người nữ tử váy lam, sau đó nói. Ta cùng với bằng hữu chỉ muốn rời đi, chúng ta không có ý tứ đối địch Huyền Thiên Tông. Thật sự, ngươi chỉ cần tránh đường, chúng ta lập tức biến mất ở trước mắt ngươi. Nghe Dương Diệp nói, những người sau lưng Dương Diệp vội vàng gật đầu. Dương Diệp nói đúng là bọn hắn suy nghĩ. Khóe miệng nữ tử váy lam nổi lên dáng tươi cười, nàng duỗi ngón tay chỉ Dương Diệp nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cùng Huyền Thiên Tông ta là địch. Ngươi cũng xứng cùng Huyền Thiên Tông ta là địch, hôm nay Huyền Thiên Tông ta không tránh đường. Dương Diệp nhìn nữ tử váy lam nói. Chúng ta chỉ muốn rời đi, thật sự. Mọi người sau lưng Dương Diệp lần nữa gật đầu, biểu thị đồng ý. Nữ tử váy lam đi đến trước mặt Dương Diệp, chân phải nàng tách ra, sau đó chỉ dưới háng mình, nhìn Dương Diệp nói. Đừng nói Huyền Thiên Tông ta làm người không lưu một đường, muốn ly khai. Có thể, tới. Chui qua đi, ta cho các ngươi ly khai. Nghe nữ tử váy lam nói, đám người sau lưng Dương Diệp sắc mặt đều khó coi. Khinh người quá đáng. Sau lưng Dương Diệp, sắc mặt mọi người tái nhợt, cho dù là Nam Sương cũng mặt đầy xương lạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, muốn nhịn không được động thủ. Không chỉ Nam Sương, một ít huyền giả trong trang cũng nhịn không được muốn động thủ. Đều là người liếm huyết trên lưỡi dao, tâm huyết tự nhiên là có. Bị một nữ nhân vũ nhục như thế, bọn hắn làm sao có thể thờ ơ. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, không thể động thủ, bởi vì người ta có 5 bán đế, hơn nữa còn là Huyền Thiên Tông. Động, là chết a. Trong trang, Dương Diệp nhìn nữ tử váy lam mấy tức, sau đó nói. Chúng ta đều là một ít người không lý tưởng, kém xa Huyền Thiên Tông, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Nữ tử váy lam nhún vai nói. Ta đang cho các ngươi cơ hội, tới, chui qua dưới háng đi, ta. Thanh âm của nữ tử váy lam đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Điệp đột nhiên oanh ra một quyền, nhìn thấy một màn này, nữ tử váy lam lại không khẩn trương, khóe miệng còn mỉa mai.
Thời điểm nắm đấm của Dương Diệp đi vào trước mặt nữ tử váy lam, trước mặt nữ tử váy lam đột nhiên xuất hiện một bình chướng màu xanh ra trời chặn nắm đấm của Dương Diệp. Phanh! Bình chướng cân lên kịch liệt, Dương Diệp lùi lại hai bước, mà nữ tử váy lam kia lại tại chỗ bất động. Nữ tử váy lam cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ dây chuyền màu xanh ra trời trước ngực mình nói. Đây là Lam Chi thủ hộ chuẩn đế cấp, coi như là bán đế. Kiếm đến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay, xa xa bội kiếm trong tay Lâm Tinh đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh, sau đó trực tiếp giãy giụa khỏi tay Lâm Tinh, hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy lam, trường kiếm trong tay đâm vào bình chướng trước mặt. Két sát. Một tiếng thanh thúy vang lên, bình chướng màu xanh ra trời rạn nứt, sắc mặt nữ tử váy lam đại biến, đang muốn lui về phía sau, nhưng lúc này, tay phải của Dương Diệp có chút dùng sức. Oanh! Kiếm đến! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay, xa xa bội kiếm trong tay Lâm Tinh đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh, sau đó trực tiếp giãy giụa khỏi tay Lâm Tinh, hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay Dương Diệp. Phanh! Bình chướng cân lên kịch liệt, Dương Diệp lùi lại hai bước, mà nữ tử váy lam kia lại tại chỗ bất động. Nữ tử váy lam cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ dây chuyền màu xanh ra trời trước ngực mình nói. Đây là Lam Chi thủ hộ chuẩn đế cấp, coi như là bán đế. Kiếm đến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay, xa xa bội kiếm trong tay Lâm Tinh đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh, sau đó trực tiếp giãy giụa khỏi tay Lâm Tinh, hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy lam, trường kiếm trong tay đâm vào bình chướng trước mặt. Két sát. Một tiếng thanh thúy vang lên, bình chướng màu xanh ra trời rạn nứt, sắc mặt nữ tử váy lam đại biến, đang muốn lui về phía sau, nhưng lúc này, tay phải của Dương Diệp có chút dùng sức. Oanh! Bình chướng trực tiếp nghiền nát, nữ tử váy lam kinh hoàng, đang muốn trốn, nhưng lúc này, Dương Diệp lại lấn thân đi tới trước mặt nàng, sau đó một quyền oanh lên bụng đối phương. Phốc! Nữ tử váy lam phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra. Dương Diệp lại lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp bắt được tóc của nữ tử váy lam kia, nắm đầu nữ tử váy lam từ trên không trung mạnh mẽ rơi xuống, đi vào mặt đất, Dương Diệp nắm đầu nữ tử váy lam dùng sức đập. Bành! Mặt đất sụp xuống, máu tươi văng khắp nơi. Làm càn! Xa xa, đợi cường giả của Huyền Thiên Tông phục hồi tinh thần lại, lập tức giận dữ, vọt về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi ra chân phải dẫm trên đầu nữ tử váy lam, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn người Huyền Thiên Tông nói. Lại tới một bước, ta dẫm nát đầu của nàng. Ngươi dám. Trong đó, một lão gải phẫn nộ quát. Ngươi có biết nàng là. Đúng lúc này, thanh âm lão giả im bặt, bởi vì chân của Dương Diệp bắt đầu dùng sức, đầu của nữ tử váy lam trực tiếp lâm vào mặt đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả kia, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Muốn thử hay không? Ngươi! Sắc mặt lão giả kia dữ tợn đáng sợ, nhưng lại không dám nhiều lời, sợ chọc giận Dương Diệp, đầu nữ tử váy lam kia liền nổ bung. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía nữ tử dưới chân nói. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta thật dễ nói chuyện, ngươi lại không nghe, hiện tại tốt rồi. Tất cả mọi người đều xấu hổ. Nói xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, dây chuyền cùng nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Tinh thần lực của Dương Diệp lướt qua nạp giới, khi phát hiện đồ vật trong đó, hắn nhếch miệng, thân phận nữ nhân này không tầm thường, nhưng hơi nghèo. Trong đó tử tinh thạch chỉ có hơn 300 viên, còn lại đồ vật thượng vàng hạ cám cũng rất nhiều, kể cả huyền kỹ cùng huyền bảo đều có, nhưng phần lớn chỉ là một ít tuyệt phẩm. Dương Diệp lắc đầu, cong ngón búng ra, nạp giới trực tiếp bay đến trước mặt Nam Sương nói. Cho ngươi! Nam Sương nhìn lướt qua đồ vật trong nạp giới. Hô hấp của nàng lập tức dồn dập lên, mấy trăm viên tử tinh thạch a. Nàng phải nhịn ăn nhịn mặc trong bao nhiêu năm a? Bàn tay của Nam Sương có chút rung động. Dương Diệp ném nạp giới cho Nam Sương, ánh mắt của hắn rơi vào dây chuyền màu xanh ra trời, khẽ gật đầu, xác thực là bảo vật chuẩn đế cấp, bất quá cái đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì, bởi vì bình chướng còn không mạnh bằng thân thể hắn. Dương Diệp cong ngón búng ra, dây chuyền bay đến trước mặt Nam Sương. Cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mọi người động dung, dây chuyền màu xanh ra trời kia là chuẩn đế cấp A. Cứ như vậy tặng người.
Nam Sương cũng có chút mộng, nàng không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả huyền bảo chuẩn đế cấp cũng đưa cho nàng. Thứ này, ít nhất có thể bán hơn vạn viên tử tinh thạch a. Hơn vạn tử tinh thạch cứ như vậy cho nàng rồi. Nhìn dây chuyền trong tay, Nam Sương ngây dại. Một bên, bọn người Cốc Lam nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Sương, trong mắt cực kỳ hâm mộ, dùng thân phận của cô gái váy lam kia, trong nạp giới khẳng định có rất nhiều bảo bối, những này thì cũng thôi đi. Nhưng dây chuyền màu xanh da trời là chuẩn đế cấp A. Dương Diệp lại tiện tay đưa cho Nam Sương, tuy hâm mộ, nhưng càng nhiều là cao hứng thay Nam Sương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả áo bào trắng nói. Muốn nữ nhân này sống không? Ngươi sẽ chết. Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp. A, à, lúc này, nữ tử váy lam dưới chân Dương Diệp đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người chỉ thấy đầu nữ tử đã triệt để chui vào trong lòng đất. Làm càn. Lão giả áo bào trắng giận dữ, muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đến nha, nhìn xem là người nhanh, hay đầu nàng nổ nhanh. Lão giả áo bào trắng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? 5.000 viên tử tinh thạch, cho ta 5.000 viên tử tinh thạch, ta thả nàng. Dương Diệp nhìn lão giả áo bào trắng nói. Đừng có kè mặc cả, cũng đừng lải nhải, ta không có kiên nhẫn rồi. Nếu như ngươi cho rằng ta không dám giết nàng, ngươi có thể thử. Lão giả áo bào trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp cũng nhìn lão giả áo bào trắng, bất quá chân của hắn bắt đầu dùng sức. Cho hắn. Lúc này, dưới chân Dương Diệp truyền đến âm thanh suy yếu của nữ tử váy lam. Dương Diệp cúi đầu nhìn nữ tử váy lam cười nói. Thức thời. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo bào trắng, sau đó đưa tay ra. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Chúng ta bây giờ có thể nắm nàng, sau đó an toàn ly khai. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Đồng tử của Dạ Lưu Vân hơi co lại, nàng có chút minh bạch mục đích thực sự của Dương Diệp rồi. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó quay đầu nhìn về phía bốn lão giả bên cạnh, mấy lão giả kia do dự một chút, sau đó nhao nhao lấy ra một nạp giới, nhưng còn giống như không đủ, bọn hắn lại tìm chút ít đệ tử ở phía sau gom góp. Cuối cùng, lão giả áo bào trắng cầm một nạp giới đi tới trước mặt Dương Diệp. Trước thả nàng, lão giả áo bào trắng nói. Ngươi có tư cách cò kè mặc cả sao? Dương Diệp nói. Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra. Nạp giới đưa đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua nạp giới, sau đó tay phải khẽ vẫy, nạp giới bay đến trong tay hắn. Sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, Dương Diệp buông chân, sau đó lui qua một bên nói. Xem, ta rất thủ tín a. Như Dạ Lưu Vân nói, bức hiếp cô gái này, bọn hắn xác thực có thể rời đi. Nhưng hắn không làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì người đều ích kỷ. Nếu như hắn bức hiếp cô gái này mang theo những người khác rời đi, những người này tối đa chỉ cảm tạ hắn thoáng một phát, thậm chí cảm tạ cũng sẽ không. Sau khi rời đi, những người này sẽ lập tức trốn. Sau đó Dương Diệp hắn cùng Kiếm Minh sẽ bị toàn bộ Huyền Thiên Tông trả thù. Khi đó những người này sẽ không tới giúp hắn, chỉ biết trốn, trốn rất xa. Nói đơn giản, hiện tại những người này đi theo hắn, bất quá là muốn lợi dụng hắn. Dương Diệp hắn không phải người ngu, muốn sống mọi người cùng nhau sống, nhưng gặp nạn mọi người cũng phải cùng một chỗ gánh. Một bên, thân hình lão giả áo bào trắng khẽ động, tranh thủ bắt nữ tử váy lam lại, lúc này mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của nữ tử váy lam, ngũ quan của nữ tử váy lam đã biến hình, ở trên mặt còn mang theo vết máu loang lổ, bộ dáng so với trước kia, không chỉ trên trời dưới đất, còn có chút khủng bố. Ánh mắt nữ tử váy lam rơi vào trên người Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng Dương Diệp lại bỏ qua đối phương, hắn quay đầu nhìn Nam Sương nói. Đợi tí nữa đừng xuất thủ, hảo hảo đi theo ta là tốt rồi, hiểu chưa? Nam Sương có chút khó hiểu vì sao Dương Diệp nói như vậy. Đúng lúc này, nữ tử váy lam đột nhiên nhìn về phía Nam Sương, dữ tợn nói. Tiện nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngoại trừ nữ nhân này, giết tất cả mọi người trong tràng cho ta, giết toàn bộ. Một cái cũng không lưu. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng bên cạnh Nam Sương sắc mặt lập tức chìm xuống,
nữ tử váy lam không có đầu óc, hắn tự nhiên không như vậy. Loại cục diện này, tốt nhất là Huyền Thiên Tông trước tạm thời lui một bước, buông tha những người này, sau đó lại đến tính sổ. Bởi vì tuy những người trong chàng chỉ là một ít dòng binh đoàn cùng tán tu không nhập lưu, nhưng liên thủ lại, thực lực kia là vượt qua bọn hắn. Nhưng hắn biết rõ, căn bản không có cách nào khuyên, bởi vì lúc này ý nghĩ của nữ tử váy lam có chút không bình thường rồi. Năm bán đế có chút do dự, nhưng chút ít cường giả phía sau bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của nữ tử váy lam, thân hình khẽ động vọt tới đám người Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng nói. Các ngươi muốn chết không? Không muốn. Trong chàng lập tức có người đáp lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Không muốn chết, vậy thì cùng ta giết ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp quay người, thân hình mãnh liệt bắn ra, vọt về phía những cường giả Huyền Thiên Tông kia. Nhìn thấy Dương Diệp tiến lên, một ít người nguyên bản cả chút do dự không do dự nữa, vội vàng đi theo xông tới. Đúng lúc này, bọn hắn đã không có đường lui rồi. Hiện tại giết ra ngoài, tuy đắc tội Huyền Thiên Tông, nhưng ít ra bây giờ có thể còn sống, về sau cũng cơ hội còn sống. Nhưng nếu như không động thủ, vậy bây giờ phải chết. Không có lựa chọn, chỉ có thể giết. Xa xa, Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, trước kia nàng đã hiểu ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp đây là muốn buộc tất cả mọi người cùng một chỗ. Mặc dù biết âm mưu của Dương Diệp, phải nói đây là Dương Mưu. Rất nhiều người giống như nàng đều biết ý đồ của Dương Diệp, nhưng mọi người không có lựa chọn. Bởi vì nếu như không đi theo Dương Diệp giết, hiện tại Huyền Thiên Tông sẽ giết sạch bọn hắn. Mà mọi người liên thủ, còn có một đường sinh cơ. Dạ Lưu Vân thấp giọng thở dài, nhìn thoáng qua Dương Diệp xông lên phía trước nhất, không còn do dự, lập tức mang theo người phệ hồn dòng binh đoàn vọt tới. Nhìn thấy đám người Dạ Lưu Vân xuất thủ. Tuyết sư dòng binh đoàn và những dòng binh đoàn còn lại cũng không do dự, nhao nhao mang theo mọi người vọt tới. Nhìn thấy đám người Dương Diệp xuất thủ, cường giả bán đế của Huyền Thiên Tông cũng không chần chờ, vội vàng xuất thủ. Bọn hắn không ra tay, cường giả của Huyền Thiên Tông cũng chỉ có thể bị tàn sát rồi. Giết a, giết đi ra ngoài. Sau lưng Dương Diệp, vô số người giống lên, đều là dân liều mạng, một khi quyết tâm chắc chắn sẽ không chùn bước. Đặc biệt là ở dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, khí thế mọi người càng lên cao. Bắt lấy nữ nhân kia cho ta, bắt lấy nữ nhân kia. Trong đám người, nữ tử váy lam chỉ vào Nam Sương, giữ tợn gào thét. Nữ tử váy lam nói xong, lập tức có vô số cường giả Huyền Thiên Tông lao về phía Nam Sương, bất quá còn chưa tới trước mặt Nam Sương 10 trượng đã nhao nhao bay ra ngoài, sau đó ở phía chân trời hóa thành thịt nát. Nam Sương nhìn Dương Diệp ngăn ở trước mặt nàng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt nói. Ta cũng được. Dương Diệp quay đầu nhìn Nam Sương, cười nói. Ta biết rõ, người giết qua rất nhiều người. Ha ha. Dương Diệp nói xong, quay người biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt nữ tử váy lam. Nữ tử váy lam hoảng hốt, bất quá nàng cuối cùng không ngốc, phản ứng cũng không chậm, song trưởng mạnh mẽ đánh tới Dương Diệp. Một đạo ánh sáng màu lam mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay nàng bộc phát ra. Bất quá vừa bộc phát ra liền bị Dương Diệp oanh bạo. Đồng tử của nữ tử váy lam co rụt lại, chân phải mạnh mẽ đạp mặt đất, sau đó cả người nhanh lùi lại, bất quá nàng vừa lui, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó yết hầu của nàng bị Dương Diệp bóp chặt. Làm càn. Xa xa, lão giả áo bào trắng kia nhìn thấy một màn này liền giận dữ, không quản một tán tu bán đế giao thủ với hắn, thân hình lóe lên, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Giết ra ngoài. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý đối phương, cầm lấy yết hầu của nữ tử váy lam bắn mạnh tới. Giết ra ngoài. Trong chàng, vô số người giận dữ hét lên, theo sát lấy Đu Uông Diệp. Dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, mọi người rất nhanh giết ra một đường máu. Sau khi lao ra, một ít tán tu muốn rời đi, nhưng còn chưa đi bao xa, đã bị cường giả Huyền Thiên Tông diệt sát. Cái này để cho rất nhiều người vốn muốn chạy trốn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại mọi người cùng một chỗ, thực lực viễn siêu cường giả Huyền Thiên Tông, nhưng vừa chia tay, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của cường giả Huyền Thiên Tông. Đám người Dương Diệp chạy ra gần ngàn trượng, cường giả Huyền Thiên Tông còn theo sát, cái này để cho rất nhiều người sắc mặt biến thành dữ tợn. Vốn như Dương Diệp nói, bọn hắn chỉ muốn rời đi, căn bản không muốn đắc tội Huyền Thiên Tông, nhưng Huyền Thiên Tông lại ép bọn họ vào chỗ chết.
Cái này để cho rất nhiều người trong mắt sinh ra sát ý. Tuy Huyền Thiên Tông thế đại, nhưng tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi bọn hắn là dân liều mạng. Giống như biết rõ suy nghĩ của mọi người, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía cường giả Huyền Thiên Tông đuổi theo nói. Chư vị, giết một người là giết, giết một vạn người cũng là giết. Những người này muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, đã như vậy, chúng ta còn phải bận tâm cái gì? Diệt bọn hắn, đến lúc đó cho dù chết, chúng ta cũng buôn bán lời. Nói xong Dương Diệp ném nữ tử váy lam cho Dạ Lưu Vân nói. Hỗ trợ nhìn một chút. Nói xong, Dương Diệp bay thẳng đến bọn người Huyền Thiên Tông. Viên Phong cùng người Kiếm Minh không do dự, vội vàng đi theo. Người còn lại thì có chút do dự, bất quá rất nhanh, Dạ Lưu Vân vung tay lên, người của Phệ Hồn Dòng binh đoàn vội vàng vọt tới. Sau đó người Tuyết Sư Dòng binh đoàn cũng xông tới. Nhìn thấy những đại lão này đều xông tới, mọi người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo. Bọn hắn không muốn đối địch Huyền Thiên Tông, nhưng bây giờ là Huyền Thiên Tông muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, trong tràng rất nhiều người đều minh bạch một đạo lý. Cái kia chính là, lúc này bọn hắn cùng Huyền Thiên Tông đã không có khả năng hòa giải. Dùng phong cách xử sự của Huyền Thiên Tông, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, nhường nhịn cùng tránh lui chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Bọn người Huyền Thiên Tông nhìn thấy Dương Diệp giết về, lập tức biến sắc. Những dòng binh đoàn cùng tán tu này tuy không nhập lưu, nhưng toàn bộ liên thủ, cái kia căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Trước kia nhìn thấy những dòng binh đoàn cùng tán tu này chạy trốn, bọn hắn đuổi theo, là vì bọn hắn cảm thấy những người kia chỉ muốn bỏ chạy, căn bản không dám cùng bọn họ chém giết, bởi vì cái kia đại biểu đối địch toàn bộ Huyền Thiên Tông. Nhưng hiện tại những người này giết về. Trước rút lui. Lúc này, một lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Nhưng tiểu thư, bên cạnh lão giả áo bào trắng, một bán đế khác do dự nói. Tên lão giả áo bào trắng kia lắc đầu nói. Trước rút lui, chờ cường giả trong tông chúng ta đến lại nói. Bằng không thì chúng ta đều chết ở chỗ này. Nói xong, lão giả áo bào trắng mang theo mọi người quay đầu, thân hình khẽ động, nhắm xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy đám người lão giả áo bào trắng đào tẩu, Dương Diệp ngừng lại, những người phía sau hắn cũng lập tức ngừng lại. Tuy cường giả Huyền Thiên Tông đều đào tẩu, nhưng sắc mặt mọi người lại trầm thấp như nước. Huyền Thiên Tông, thế lực kim cương cấp, có đế giả tồn tại. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, không biết các người có tính toán gì không? Mọi người nhìn Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.